Sao nó tụi nó có cắt đuổi hoa không? Nó cắt thêm mấy mấy mẫu đuổi hoa nữa đi. Với lại bông chân mà mango mà bông chân mà hàng mới cắt cho tôi mấy mẫu nữa đi. Đằng nào cũng ngoài mà. Chào các chị. Khúc thôi. Đây khuyến mãi cho các chị nha, 70.000 một áo cho em, chắc phải là lộ mango, em còn 2 thôi, cho em số 1 nha. 3 còn 3 áo. Caro này chị nhớ cái nhiều nhỉ. Các chị ơi, em có đang like thêm một trang nữa là trang áo dài cẩm tú đó. Các chị lại các chị vô thì các chị muốn xem chỗ này cũng được. Bên đó là em like bằng điện thoại, bên này là em like bằng máy quay. Đấy, thử coi cho trang nếu hoạt động như thế nào nhá. Mẫu này các chị chốt cho em số 1 này, hôm qua còn có mấy áo à. Chị nào có nhu cầu mua thì các chị mua trên like cho em luôn cho nó rẻ nha các chị nhá. Giá là 70.000 một áo, chứ phải là lụa mango, em còn 2-3 áo. Tiếp bạn số 1, đơn vị Nguyễn số 1, Huyền Vương số 1 hết. Rồi mẫu này luôn, em còn mấy áo này, em cũng khuyến mãi cho các chị luôn. Số 2 cho em giá 70 luôn các chị ơi.
nhanh lên các chị ơi, chia sẻ livestream cho em với nha các chị nha, tương tác giúp em với nha các tình yêu ơi. Các chị ơi cho em nha, cho em là số 2 giá 70 luôn. Chị nào lấy số 2 thì các chị chốt số 2 cho em. Cho em số 2 luôn, tính giá các chị 70. Các chị chỉnh lại máy gì hết à. Các chị ơi cho em số 2 nha, giá tính các chị 70 luôn nha các chị nhá. Uyên Phương số 2, Đô Thị Nguyễn số 2, Huyền Vương số 2. Số 2 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt số 2 cho em. Còn những chị đang bên trang áo dài cẩm tú của em thì các chị vui lòng chấm cho em một chấm tương tác nha các chị nhá. Đây còn bằng này nữa thôi, còn 6 áo nữa này. Chị nào lấy thì các chị lấy hết nha các tình yêu nhá. Chốt đơn cho em số 2. Em tính các chị giá 70 ngàn một áo, chứ phải là đồ mang hồ luôn các chị ơi. Đô Bích Thủy số 2, Thân Thị Bông số 2. Rất là xuất sắc cho em luôn này. Đây, chuẩn chưa? U là trời ơi, cái này đẹp lắm luôn đấy các chị. Em đang số 2, em còn 4 áo nha chị. Em đang là tăng te nó để em may theo dạng mặt thổ cẩm á. Nhưng mà cái này các chị vui lòng thay cho em hai cặp tay màu đen mặt, rất là xuất sắc luôn. Chốt đơn cho em là số 3, giá là 100 ngàn một áo nha các chị nha. Số 2 em hết nha các chị ơi. Giá là 100 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em. Nhớ chia sẻ livestream cho em các chị ơi, một lần trong hội nhóm, một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai cho em. Chị nào mà không có bị tắt tính năng chia sẻ livestream ấy thì các chị vui lòng cho em là chia sẻ trong Messenger cho em nha các chị nha. Em đang live bên trang này thử xem có như thế nào về. Tại vì lâu lắm rồi cái này bên em không có hoạt động các chị ơi. Cho em số 3 giá 100 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 em cho em. Vô số 3. 3 cho em các chị. Hôm nay nhà em có rất là nhiều hàng lạ và đẹp luôn. Chị Theresa thu số 3 này. Cái này là em để riêng ra, nó nằm đang bên trang này, tí bên đó phần mềm riêng. Chị mà đọc á, thì em để riêng ở đây để bên chị, để bên mình lọc phần mềm bên đó ra nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em nha các chị nha. Chốt đơn cho em số 3 giá 100 ngàn. Các chị ơi bên này em nhìn thấy ai thì em đọc người đó nha. Tại vì thực tế là tất cả bây giờ chốt đơn là đều phải có phần mềm hết. Mà phần mềm bên này á, là chưa có cài đặt. Cho nên em cứ thử like như thế này xem coi như thế nào. Nếu mà là chị nào mà có chốt đơn và em có đọc tên ở bên trang áo dài cẩm tú ấy, thì em bên em sẽ in phiếu cho các chị sau và sẽ lọc phần mềm và sẽ làm cho các chị giống như áo ngực với lại đồ phụ kiện gì đó các chị ha. Rồi chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em, giá em chốt đơn 100 ngàn một áo nha. Chắc phải là lụa mango thôi các chị ơi, đẹp tuyệt vời không ạ. Mà áo tú mặc là giá 250 ngàn một áo, chắc phải là siêu diamond các chị. Vải áo mẫu mặc giá 250 ngàn một vải áo, chị nào lấy thì comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. Vải em mặc là chắc phải siêu diamond các chị ơi, giá là 250 ngàn một áo. Quỳnh Hoàng số 3, Thúy Hà số 3, Bùi Minh Hồng số 3. Chốt số 3 cho em nha, chị nào lấy số 3 thì các chị chốt số 3 cho em. Giá em chốt đơn 100 ngàn các chị ơi. Còn vải em mặc là giá 250 ngàn một vải áo, chất vải là siêu diamond nha các chị nha. Siêu diamond. Cho em số 3 giá 100 ngàn, chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em. Bên nguyên vải áo mẫu mặc 3 áo. Đây là em cho các chị xem một cái mẫu này. Em bảo đảm với các chị luôn là độc quyền luôn. Hàng này á là chất vải lụa tầm xuân. Mà lụa tầm xuân này này lại còn là hàng mới nữa. Mà hàng mới á, mà đặc biệt nha các chị. Thường đa số là khi mà em làm hàng lên cho các chị á, là hoàn toàn luôn, là nó chỉ có là vải trơn thôi. Còn cái này nó ăn xà cừ là tơ tằm. Bản thân của chất vải này nó là tơ tằm rồi. Bây giờ thiết kế lên thêm một chút xíu nữa, có điều là giá hơi cao cao một chút xíu. Nhưng em chỉ làm số lượng gọi là cực kỳ ít thôi. Và có bao nhiêu em sẽ bán bấy nhiêu, chứ em không làm số lượng đại trà. Cho nên khi các chị mặc, thứ nhất là không đụng hàng, thứ hai là chất vải nếu về nhà mặc mà không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. Phương Uyên số 3, chị Thương thì Phương Vũ, chị lấy hai set nào chị comment rõ giúp em nha chị ơi. Chất này này là chất lụa tầm xuân mới nha các chị nha. Và em làm hàng thiết kế cho các chị luôn. U là trời ơi, nó đẹp, phải nó đẹp lắm lắm luôn đấy các chị. Giá là 300 ngàn một áo các chị ơi. Phạm Huy Vân vải áo mẫu mặc, Cương Nguyễn vải áo mẫu mặc, Thảo Lê vải áo mẫu mặc.
Phải chị mặc cái chút. Nguyễn Phương phải áo mẫu mặc. Vải áo mẫu mặc giá 250.000 chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. Vải em mặc là giá 250.000 một vải áo. Các chị ơi, chị nào lấy nguyên set luôn thì các chị vui lòng bán cho em nguyên set luôn nha. Quần ở bên em là quần này là quần lụa rết này các chị, rất là đẹp luôn nha các chị nha. Thôi cho chị một mẫu của cái mẫu này thôi. Một mắt thôi, một mắt thôi. Đây em cho các chị xem thử nha. Bảo đảm với các chị luôn là thứ nhất là không đụng hàng. Thứ hai nữa là chất vải này, u là trời ơi, nó đẹp lồng lộn long lanh luôn. Và nó đẹp lắm luôn đấy các chị. Bản thân chất này đã là tơ tằm rồi, bây giờ thiết kế lên nữa best seller luôn, 300.000 một áo cho em nha các chị nha. Thì Phương Vũ 2 set mẫu mặc, Lan đổi số 3, Nguyễn Thanh Phương set mẫu mặc. 300.000 một áo cho em các chị ơi. 300.000 một áo cho em nha. Bảo đảm với các chị luôn mà. Nếu mà các chị may nhá, thường là đa số nè, hàng mà hàng thiết kế là nó sẽ okay, bị xước đường chỉ. Nhưng mà em bao cho các chị hàng này của em luôn. Nếu chị nào may mà bị xước đường chỉ, em đền một thằng 1.000 áo luôn. Chốt đơn cho em nha các chị nha. Giá là 300.000 một áo, 400.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V235 cho em. Và số lượng cực kỳ ít luôn mấy chế ơi. V235 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V235 cho em. Bên này là nó bị ngược số đấy, nhưng mà em có đọc tên thì các chị cứ comment lên thôi ha. Chị nào lấy thì các chị chốt V235 cho em. Nhớ chia sẻ live stream cho em với nha các chị ơi. Ui trời, này em chưa kịp may luôn á. Nhà máy vừa mới gieo xong tức thì luôn, là em cho nhân viên cắt ra bán cho các chị cuối tuần luôn. Lên sáng thứ hai là bắt đầu em phải mặc. Phạm Huy Vân V235, Vũ Hải Triều V235. Hàng này được liệt vào danh sách là hàng cao cấp nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V235 cho em. Lụa tầm xuân phải áo mẫu mặc. Lụa tầm xuân cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V235 cho em. Nguyễn Vân V235, Thi Phương Vũ V235 xếp, Phương Bùi V235 xếp, Huyền Nguyễn một xếp mẫu mặc. Chốt đơn cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt V235 cho em nha các chị nha. Phạm Thị Kim V235 lắm luôn. Nguyễn Hướng V235, Thanh Vân V235 còn 2, Lan Đỗ V235 còn 1. Hoa Đỗ Quyên vải áo mẫu mặc. Vải quần chị Tú mặc là lụa rết, giá 100.000 một quần cho chị áo dài thảo duyên. Chuẩn chỉnh chưa? Ô là trời. Xong Nguyễn Văn V235 nữa là hết. Các chị ơi, lấy ngay và liền cho em nhá. 300.000 một áo các chị. May mà bị xù xước đường chỉ này, không phải chất cơ tầm này, cứ may xong em sẽ bồi hoàn cho các chị một thằng 1.000 áo luôn. V235 em hết chưa các chị ơi? Chốt đơn cho em nha các chị nha. Giá là 300.000 một áo, 400.000 một bộ nha các chị ơi. Riêng mẫu cây lúa này là em có 2 màu hay 3 màu ta? 3 màu luôn. Kể cái màu vàng đồng ở dưới luôn kìa. Cô đây cho chị. Từ từ để em ướm đã. Các chị lựa màu gì thì lựa, vì mỗi một màu nó chỉ có đúng 10 áo duy nhất, không phải áo thứ 11 luôn. Để em ướm hết cả 3 màu cho các chị luôn. Chị nào lấy màu gì thì lấy. Đây là chất vải lụa tầm xuân nha các chị ơi. Dạ em cảm ơn chị Trang Nguyễn. Các chị có nhìn thấy nó độc đáo và nó đẹp không? Dạ ok chị. Áo dài thảo duyên. Màu này ấy, thì các chị chốt cho em là lúa xanh cốm. Màu này bản thân của nó ở ngoài là màu xanh rọt chuối ấy, đẹp lắm. Và em có thêm một màu này. Mai Trần xếp mẫu mặc. Đưa cái hai đèn lên đây cho chị nào. Đây nè. Cái là hai đèn lúa chị em làm cái này này. Bỏ đi cho chị đi. Đây em có thêm màu này cho các chị nữa nè. Màu này các chị chốt cho em là ngọc lúa luôn. Em có tổng là 3 màu, nhưng mà để em giải thích cho các chị đã rồi các chị hãy chốt nha. Tại vì hàng này số lượng rất là ít luôn, nó không có nhiều nha. Nó không có nhiều cho nên là, với lại một phần nữa là hàng cao cấp nữa, cho nên các chị cứ từ từ khoan 1 phút 30 giây cho em để giải thích cho các hàng đã nào. Màu này các chị chốt cho em là ngọc lúa nha. Vừa là chất tơ tằm, vừa là hàng thiết kế. May nếu xù xước đường chỉ cứ đền một thằng 1.000 áo luôn. Đây em cho các chị cận cảnh đấy nha. Và mỗi màu chỉ có đúng 10 áo duy nhất, không phải áo thứ 11 đâu. Và đây là chất vải lụa hoa đán. Nhà em thường bán lụa hoa đán cho các chị là 220.000 một áo. 200.000 một áo đã là vải trơn rồi đúng không? Nhưng đây là màu mới luôn, mộc mới luôn. Đúng hàng chuẩn chỉnh cho các chị luôn này.
Trời ơi, ở ngoài nó đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Phải nói là ở ngoài siêu sang luôn. Màu này ở ngoài là vàng đồng nhá. Và cái riêng cái màu này này là em còn khoảng 3-4 cây nữa. Nếu mà chị nào muốn mua đồng phục thì các chị có thể đặt. Còn riêng mà mua một áo, hai áo thì em không có chốt đơn cho mình. Khi mà mua sau line nếu bên em còn thì sẽ chốt. Còn nếu mà các chị mua thêm, tú ơi đặt cho chị một áo, hai áo là nhà máy họ không làm nhá. Đây là vàng đồng. Giá là 300 ngàn một áo hết luôn nha các chị ơi. Rồi chốt đơn cho em này. Thì Vương Vũ hai set lúa sang cốm. Là ba đúng không? Dạ. Vô cốm hay cho chị trước nè. Cốm cho em, ngọc cho em và vàng đồng cho em nha các chị ơi. Giá là 300 ngàn. Anna Hô lúa sang cốm set. Chị Thê đây xe thu. Ngọc lúa cho chị Thê đây xe thu ok nè. Rồi tiếp đi các chị ơi. Vàng đồng. Còn. Thì Phương Vũ hai xếp ngọc. Em mang hết ra đây cho chị coi nẻo. Phạm Huy Vân cốm thật ngọc. Đưa ra đây cho chị coi nẻo. Xa xa vải áo mẫu mặt. Từ từ đã ra ngọc. Mấy? Ba ngọc. Ba ngọc rồi cốm. Có vàng đồng không? Thành Hà xanh ngọc. Trúc Kim cốm vàng ngọc. Trang Dung vàng đồng xếp. Ngọc Ánh vàng đồng. Nguyễn Nhung vàng đồng. Nhung Nguyễn vàng đồng. Chị Thu Đỗ có lúa xanh cốm rồi nha chị. Giá cho em là 300 ngàn một áo nha các chị ơi. Thi Phương Vũ hai vàng đồng. Đẹp lắm lắm luôn. Vũ Hải Triều xanh cốm. Bích Nguyên xanh cốm. Trời ơi, nó đẹp kinh khủng luôn đó các chị. Nó đẹp gọi là kinh khủng lắm. Hả? Một vàng đồng. Chốt đơn cho em giá 300 ngàn một áo nha các chị. Bích Phương Trương xanh ngọc. Còn 3 ngọc, 3 cốm. 4 vàng. Ở ngoài chất vải của nó là tơ tằm nha các chị nhá. Và các chị vải này thì là mới nhất trên thị trường luôn đó. Mới nhất luôn các chị. Và cái màu của lỗ hoa đán này cũng là màu mới luôn. Thì bay vải áo mẫu mặt. U là trời ơi nó đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Đưa Nguyễn xanh ngọc. Út Diễm xanh ngọc. Còn một ngọc. Em còn một ngọc, ba cốm và ba vàng đồng cho các chị luôn. Bốn vàng đồng. Nguyễn Hương vàng đồng. Vàng đồng đẹp lắm. Em muốn cho các chị xem lại đó. Để có bỏ bê đó các chị ơi. Phải nói là một sự siêu siêu xuất sắc. Và các chị nhận ở ngoài đi rồi các chị sẽ biết nó đẹp như thế nào luôn. Cho các chị xem. Ở ngoài là ấm xà cừ nha các chị nha. Ấm xà cừ cho em nha. Giá là 300 ngàn một áo các chị. Huyền Nguyễn vàng đồng. Còn Nguyễn Hương xanh ngọc. Vậy là hết ngọc. Còn cốm và vàng đồng thôi. Nguyễn Xuân Hương vàng đồng. Hết vàng đồng còn xanh ngọc thôi. Ở xanh cốm chứ xin lỗi. Xanh cốm. Xanh cốm thôi các chị ơi. Giá cho em 300 nha. Và các chị có muốn mua màu trắng không? Quốc sắc nữa luôn. Em còn xanh cốm thôi. Em hết ngọc và vàng đồng rồi nha các chị ơi. Các chị ơi, lụa tầm xuân mới nha các chị nha. Lụa tầm xuân các tình yêu ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em. Giá là 300 ngàn một áo các chị ơi. Vải này có vải trơn. Nhưng mà em không bán vải trơn cho các chị. Thì các chị biết sao, mấy ngày nay em bán nhiều hàng trơn cho các chị lắm rồi. Còn nếu mà các chị muốn mua hàng trơn mà hàng này, thì các chị ráng đợi giúp em qua tuần đi ha. Có hàng trơn nha các chị.
trôn thì nó sẽ em chỉ còn xăm cốm thôi nha các chị. Các chị ơi, trôn thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn á, rất nhiều luôn á các chị. Chốt đơn trắng cho em, giá là 300.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em. Trắng này là trắng kem nha mấy chê ơi. Trời ơi nó sang. Phải nói là đẹp không thể tưởng luôn á. Phạm Huy Vân trắng, Thi Phương Vũ trắng 2 set. Chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em các chị ơi. Hơi bình trắng. Trắng cho em giá 300 nha các chị nha. Chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em. Giá chốt đơn Chi Lê trắng 200.000 một áo các chị ơi. Nguyễn Hương trắng. Trắng cho em giá 300 nha các chị nha. Chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em. Trắng này của nó là trắng kem ấy các chị. Và các chị nhìn thấy cái hoa văn của nó sang không? Ở ngoài các chị nhận được cơ. Các chị mặc cái phè áo từ đến tà áo cho tới form áo. Ui xồi ôi, chuẩn lắm luôn. Và em xem cho các chị một màu. Hành Hà trắng, Ngô Thị Hoa trắng xếp sự độc đáo nó nằm ở đây này mấy chế ơi, chia sẻ livestream cho em nào. Chị có nghĩ bao giờ cái màu hồng này không? Này, vẫn còn màu mặt kim hoa khác nha. Nguyễn Lê Hạnh Giao trắng mấy rồi? 5 chị. 1 2 3. Tổng là mấy áo này sẽ có bằng 1 2 3. Ok chị Chi Lê. 5 6 7. Có 8 áo, còn 2 áo nữa đâu. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Có 9 áo thôi, còn 1 áo nữa đâu. Nếu mà 1 áo không có thì chắc chắn nó phải hàng lẻ. Không thể nào có 9 áo được. Cho em ngọc số 2 giá là 300.000 một áo nha các chị nha. Ngọc số 2 cho em giá là 300.000. Cái này này khi các chị may là nó hoa như vậy này. Các chị nhìn kỹ giúp em nha, các chị là điểm nhấn thôi. Cho em ngọc số 2 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt ngọc số 2 cho em, giá là 300.000 một áo nha các chị nha. Đấy thì mới vừa lên hồng. Chưa có lên. Đây, hồng đây. Có hồng luôn chị. Có hồng luôn. Hồng là giá 300 luôn chị ơi. Hồng thắm hồng. Thi Phương Vũ 2 hồng. Bạn Huy Vân hồng và ngọc số 2. Cho em hồng. Hồng và xăm ngọc nha các chị nha. Đổi cái quần này qua cho Bích Nguyên hồng. Hồng Hành Nguyễn Hồng. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Nguyễn Hương Ngọc số 2. Diễm Hồng. Diễm Hồng Hồng. Phùng Nguyễn Thanh Trúc Hồng. Hoài Đào Ngọc. Nguyễn Hương Hồng. Hết Hồng. Phan Phạm Thanh Ngọc. Hồng em hết nha các chị ơi. Em còn ngọc số 2 ạ. Ngọc số 2 cho em các chị ơi. Chị nào lấy ngọc thì các chị chốt ngọc cho em. Chuyển trang lại toàn bộ cái lô hàng này. Đổ nhất qua mấy cái màu quần mà màu cùng tâm cho chị. Không có lấy mà lấy áo trắng rồi đi phố cái quần đỏ bây giờ hết. Chị nào lấy ngọc thì các chị chốt ngọc cho em nha. Còn hồng không? Còn hồng không? Còn một đu hồng. Một hồng. Cho em một cái ngọc cho anh. Còn hồng nha các chị nha. Chị nào lấy hồng thì các chị chốt hồng cho em. Để em chốt đơn cho các chị là
Phạm Quyến Hồng. Thi Phương Vũ Hai Ngọc số 2. Hai Ngọc số 2 ạ. Mẫu này các chị có thể mặc nè, ở nhà thì các chị có màu đen sẵn rồi đúng không? Bây giờ các chị có thể phối thêm một là màu trắng. Hai là các chị có thể phối thêm đỏ đô cho em luôn. Giá là 300 ngàn một áo này các chị. Chất vải là lụa tầm xuân mới nha các tình yêu nhé. Giá là 300 các chị ơi. U là trời ơi, em không thể nói chứ. Em làm hàng chưa bao giờ mà nhà máy nó bảo Tú ơi, đẹp không thể tưởng luôn á. Cho em trắng hoa hồng, giá là 300 ngàn một áo các chị ơi. Trắng hoa hồng cho em nha các chị nha. Chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em. Mang xuống đấy là cái gì vậy? Thế là treo lên ở đây có phải theo không? Treo vô trong đây rồi treo thêm một cái móc nữa. Thứ nhất là tủ móc, thứ hai mới để lung tung, rồi biết từ nhà màu hồng. Kim Phụ trắng hoa hồng, Phạm Huy Vân trắng hoa hồng. Chị nào lấy trắng hoa hồng, Thêm Phương Vũ Hai trắng hoa hồng, Chi Lê trắng hoa hồng. Chị nào lấy trắng hoa hồng thì các chị chốt trắng hoa hồng cho em các chị ơi. Trắng hoa hồng giá cho em là 300 ngàn một áo nha các chị nha. Giá cho em là 300 thôi các chị ơi. Ôi mà trời ơi nó đẹp lắm lắm luôn đấy các chị. Xuất sắc chưa? Hôm nay nhìn thấy mấy cái hàng này mê không các chị? Quá trời quá đất bài áo mẫu mặt giá 250 ngàn một bài áo. Chị nào lấy các chị nè, cái độ mà gọi là long lanh lấp lánh của nó là khỏi cần phải bàn luôn đi các chị ơi. Chốt đơn cho em trắng hoa hồng nha. Chị nào lấy trắng hoa hồng thì các chị chốt trắng hoa hồng cho em. Giá em chốt đơn cho các chị là 300 ngàn một áo nha các chị ơi. Và màu này là màu mới nữa luôn. Đổi ra. Không có quần nào phối được thì phối cái quần xăm đen hoặc quần màu đen cho chị. Còn em có nói là ở nhà mình không có xăm đen là em nói sai rồi đấy. Chị thấy ở phía trong đây là chị thấy còn cả một cây, một xăm đen lụa hết mà không hề có nào cả. Thành ra để bốn quả luôn. Mai Phạm trắng hoa hồng mất cho chị. Giá cho em các chị ơi, màu này các chị chốt cho em là màu xăm Coban nha các chị nha. Giá là 300 lấy đi. U là trời ơi, nó đắt một chút xíu nhưng mà trời ơi các chị ơi nó đẹp lắm luôn. Về mặt là bảo đảm không đụng hàng luôn á. Bản thân của nó đã là tơ tằm rồi, bây giờ các chị mà đi thiết kế nữa là không có bao giờ có giá này luôn đấy các chị. Cho em là xăm Coban nha, giá là 300 ngàn một tháng. Nguyễn Thanh Thảo trắng hoa hồng. Coban cho em giá 300 các chị ơi. Phạm Huy Vân xanh Coban. Còn Coban chị nào lấy thì các chị chốt Coban cho em nha. Anna Ngô trắng hoa hồng. Mặc một cái áo là đáng một cái áo luôn các chị ơi. Chị nào lấy Coban thì các chị chốt Coban. Nguyễn Thanh xanh Coban. Cùng Nguyễn Thanh chốt xanh Coban. Xanh Phạm xanh Coban. Xanh Coban cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt Coban cho em nha. Giá là 300 ngàn một áo nha các chị nha. Em cho các chị coi thiết kế này. Cho các chị coi thiết kế này. Đẹp như là hàng thiết kế mà hàng theo tóc tay á. Thảo Thảo xanh cô ba. Bùi Hải xanh cô ba. Nguyễn Thị Hùng trắng hoa hồng. Còn một trắng hoa. Chị nào lấy xanh cô ba thì các chị chốt xanh cô ba cho em. Giá em chốt đơn là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ nha các chị nha. Nguyễn Hương xanh Coban. Em có cầm mấy xanh Coban nữa không ạ? Còn hai xanh Coban, chị nào lấy thì các chị chốt xanh Coban cho em. Chị xem toàn bộ những cái áo chưa ạ các chị. Này các chị này. Như mẫu này này các chị về các chị mặc cho em này. Một là quần trắng, hai là quần đen, ba là các chị có thể mặc quần xăm mà xăm đen cho em nha. Tại vì cái hàng ấm sà cừ này đa số nha các chị nhá. Và dạng như tơ tằm này này không có mặc được nhiều quần đâu các chị, không có xăm đỏ tím vàng vô đây đâu. Chốt đơn cho em giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt xăm Coban cho em còn hai áo thôi. Hôm nay chị có nói là mấy cái áo màu vàng này là Lan Hoài trắng hoa hồng. Còn cái này đầu chưa lấy gì vậy?
Bông lúa đó là màu cốm nha chị. Mẫu này là mẫu hôm qua em có bỏ ra cho các chị và em sẽ đi may. Màu này của em, màu ở ngoài của nó là màu vàng hoàng hậu nha các chị ơi. Vàng hoàng hậu nha. Chị nào lấy vàng hoàng hậu thì các chị chốt vàng hoàng hậu cho em nha. Đúng đúng, đúng phải áo mẫu mặc. Một cái trắng hoa hồng. Cho em vàng hoàng hậu các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt vàng hoàng hậu cho em nha các chị nha. Giá em chốt đơn cho các chị là 300 ngàn một tháng nha. Phạm Huy Vân vàng. Vàng chốt vàng. Hồng thắm vàng. Vàng cho em các chị ơi, chị nào lấy vàng thì các chị chốt vàng cho em, giá là 300 ngàn một áo các chị. Giá cho em là 300 ngàn một áo nha. Hôm nay mình ít nhất bỏ ra một tiếng đồng hồ để mua hàng thiết kế và hàng cao cấp thì đi các chị. Chứ từ hôm qua đến giờ 2-3 ngày nay rồi, ngày nào cũng bán vải hoa trơn rồi đến lập thể rồi lụa mango cho các chị rồi. Hôm nay các chị mặc thử vải này đi nha các tình yêu ơi. Nhung cái nguyễn vàng đẹp lắm luôn. Chị nào lấy vàng thì các chị chốt vàng cho em nha các chị nha. Giá em chốt đơn cho các chị là 300 ngàn một áo các chị ơi. Còn vải trơn á, nếu mà vải trơn này là để mà bán cho các chị thì giá nó nằm với khoảng chừng 200-220 một áo thôi các chị. Chị nào lấy vàng thì chốt ngay vào vàng cho em nha các tình yêu ạ. Nguyễn Hương vàng 5 áo. Còn. Tiên Bùi vàng. Còn. Ôi, nó đẹp. 6 áo đúng không? Thảo Trân Nguyễn vàng. Nguyễn Hoàng Xanh Cô Ban. Mai Phạm vàng. Còn. Lan Bùi vàng. Còn. Đinh Hằng vàng. Còn. Gia Thuận vàng. Còn. Thu Vũ Xanh Cô Ban. Tiếp Xanh Cô Ban như thế nào? Trần Hương vàng. Còn. Cho em vàng các chị ơi, chị nào lấy vàng thì các chị chốt vàng cho em nha. Em chốt đơn giá 300 ngàn một áo. Và mỗi ngày các chị chốt cho em là chấm bi. Siêu sang, siêu đẹp và không bao giờ đụng hàng. Chốt đơn. Này các chị thì thấy cái ấm xà cừ của nó chưa? Chấm bi cho em giá 300 nha các chị nha. Thi Phương Vũ vàng. Còn. Bi cho em các chị ơi, chị nào lấy bi thì các chị chốt bi cho em nha. Giá là 300. Ôi, xuất sắc. Ôi, xuất sắc. Đẹp không tưởng luôn. Cho em bi các chị ơi, chị nào lấy bi thì hai các cô chị bán em hết rồi chị ơi. Bi cho em giá 300 các chị ơi. Mua gì mặc bây giờ các chị, chưa bao giờ nhìn thấy luôn á. Chấm bi cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt bi cho em giá 300 ngàn một áo các chị ơi. Đẹp lắm luôn á các chị, không dám may mặc luôn, chứ may mà mặc thì thôi luôn á các chị. Hỏi rần trời rần đất luôn, chốt đơn cho chị một cái chấm bi chọn sát tay dài luôn nha. Cho chú yên nha. Thanh Tú Ngô vải áo mẫu mặt thử. Mẫu này các chị chốt cho em là xanh ngọc, giá là 300 luôn các chị ơi. Nguyễn Thư chấm bi. Ngọc cho em giá 300 các chị ơi, chị nào lấy ngọc thì các chị chốt ngọc cho em nha. Không, bỏ xuống phía dưới đi, còn bán qua ngày ấy nữa. Giờ bắt đầu cho mấy cái hàng kia lên cho chị được rồi. Cho em khăn ngọc nha. Ngọc số 2 cho em. Chấm bi. Ngọc
ngọc số 2 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt ngọc số 2 cho em. Ủa cái mẫu này có ngọc số 2 rồi hả? Các chị lấy cho em là ngọc đen đi các chị. Cho em ngọc đen nha, giá 300. Mày áo chấm đi. Hai á. Cho em ngọc đen nha, chị nào lấy ngọc đen thì các chị chốt ngọc đen cho em, giá là 300.000đ. Các chị vải áo mẫu mặc giá 250.000 một vải, chị nào lấy thì comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. Vải em mặc là chất vải siêu diamond. Giá là 250.000 một áo. Còn tay em đang cầm là chất vải lụa tầm xuân, giá là 300.000 một áo nha các chị ơi. Phạm Huy Vân ngọc đen, Phi Mai ngọc đen, Diễm Hồng ngọc đen. Ngọc đen cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc đen cho em, giá là 300.000 một áo. Vải trơn không các chị mua 200-220 một áo rồi, công người ta thiết kế này. Nhưng các chị, và hàng này của nhà máy này lúc nào giá hàng in cũng rất là cao ngất ngưỡng trên trời luôn. Nhưng mà chất vải rất là đẹp và đặc biệt nữa nha các chị. Thiết kế siêu đẹp luôn á, rất là sang luôn, đơn giản mà rất là đẹp nha. Chốt đơn cho em giá 300 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc đen cho em giá 300 ha. Bỏ bớt đi, làm sao lại. Dạ không nha chị Thanh Tú mua. Cái này bán rồi đó. Dạ chị Hoàng Phương Năm Thi có chấm thi rồi nha chị ơi. Mẫu này các chị chốt cho em là vàng đồng luôn nha các chị nha. Rồi đây này, tụi em treo mấy cái hàng này lên cho chị nè. Linh Diệu ngọc đen. Còn vàng đồng cho em giá 300 luôn nha các chị ơi. Này gọi là bất ngờ chưa luôn. Vàng đồng, chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Giá em chốt đơn cho các chị cũng là 300 luôn. 300.000 một áo nha các chị. Nguyễn Hương ngọc đen. Cho em vàng đồng giá 300 các chị. Vàng đồng, chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Này mà mặc với quần khăn đen là đúng chính xác một bài luôn. Vải trơn, vải lụa hoa đán này nhà em là đã bán các chị giá là 220 một áo rồi đó. Vải trơn không á, chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em nha. Giá cho em là 300.000 một áo. Ít thật nhưng mà mặc rất là chất lượng nên mới chế ơi. Quá trời quá đất là bất ngờ luôn á. 300 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em giá 300. Không ai lấy vàng đồng hả? Lấy em qua nha. Nguyễn Hương một áo hồng. Cho em vàng đồng các chị ơi. Chị nào lấy vàng đồng thì các chị chốt vàng đồng cho em. Cái mẫu này nó còn cái màu cặp này. Hôm qua chị mặc á, hôm qua mà em nét còn đâu. Đây nè, sao không con nó lên thành một. Đây nè. Hồng nè. Hồi nó có hôm nay về cả màu xanh biển nữa. Này các chị áo dài Linh Thi hôm vừa rồi hỏi em cái vải này này mà nó có đỏ đô không. Đây chị lấy nha các chị ơi. Con cho nó cắt được bao nhiêu màu các chị. Nó có đỏ đô này, xanh lá này, xanh đức mẹ này, màu hoa 10 giờ này, màu da này, và nó có màu nâu tây nữa. Bây giờ em sẽ vô em thay cái áo này vì thợ nó vừa may xong tức thì luôn. Chốt đơn cho em nha. Chị nào muốn mua đồng phục là phải nhanh nha, không là không có hẹn các chị nhá. Mỗi một màu em sẽ ướm cho các chị, xong rồi thời gian đó các chị comment lên cho mấy bạn chốt cho mình, em sẽ thay cái chất vải lên cho các chị xem nha. Ủa cái màu đỏ đô nó đẹp. Giá là 150.000 một áo nha các chị ơi. Đỏ đô này, xanh lá này cũng đẹp luôn.
chị Bích Sương Happy. Phải qua đây tương tác với các chị khách cũ chứ đúng không? Cho dù em có không bán hàng bên này, em vẫn mở lên để cho các chị có thể tham khảo nhá. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh Đức Mẹ. Chị có khỏe không chị ơi? Màu này của em gọi là màu da này. Ôi là trời, nó đẹp kinh khủng luôn. Các chế ơi, có cả màu nâu tay nữa. Màu nâu tay này. Ôi trời, siêu phẩm luôn. Giá là 150.000 một áo các chị ơi. Màu này thì hôm qua em có bán cho các chị rồi này. Chị nào lấy rồi thì các chị đừng lấy nha. Hoa 10 giờ, tại vì hôm qua mới có màu này thôi, em mới may màu này thôi. Giờ em sẽ vô tay cho các chị để các chị biết được cái chất vải lên áo dài nó như thế nào nha. Đó, nó có bằng đỏ màu đó các chị ơi. Em mọc lại nha, đỏ đô, xanh lá, xanh Đức Mẹ hay gọi là thiên thanh, nâu tây, hoa 10 giờ và màu da nha các chị nha. Giá là 150.000 một áo. Rồi lấy cho mấy chị này hả ơi. Mọc đỗ bích xanh lá, Thi Phương Vũ hai đỏ đô một xanh lá, Anna Ngô đỏ đô, Anna Ngô xanh Đức Mẹ, Ôi Chiếc Quy xanh Đức Mẹ. Ô Chiếc Huy nâu tây, Bích Nguyên đỏ đô 5 áo, Tomori đỏ đô và nâu tây, Bích Nguyên hoa 10 giờ 5 áo, Bà Lê nâu tây, Anna Ngô xanh lá, Thanh Phạm hoa 10 giờ, Hòa Vi nâu tây, Ngọc Đỗ Bích xanh Đức Mẹ hoa 10 giờ và đỏ đô, Bích Nguyên xanh lá 5 áo, Kim Phụng Lê đỏ đô, Lan Hương nâu tây, Mai Vàng xanh lá, Du Nguyễn hai xanh Đức Mẹ, Tina Phạm nâu tây và xanh Đức Mẹ, Ô Chiếc Nguyên xanh lá, Ngô Thị Hoa đỏ đô và xanh lá, Hạnh Hà nâu tây, Phạm Quyên đỏ đô, Nguyễn Thị Hường đỏ đô, Thi Phương Vũ một, Thi Phương Vũ một da và một nâu, Thúy Nhà Mai nâu tây, Thúy Vũ Thị Thanh nâu tây đỏ đô và xanh lá, Tú Chương xanh lá, Phạm Huy Vân xanh lá vào hoa 10 giờ, Ô Chiếc Huyên thêm một xanh lá, Nguyễn Hương hai áo đỏ đô, Vân Trần hoa 10 giờ, Thi Phương Vũ xanh Đức Mẹ, Nha Trần nâu tây vào hoa 10 giờ, Thanh Phạm hoa 10 giờ, Phương Nguyễn xanh Đức Mẹ và đỏ đô, Kim Loan Lê nâu tây, hoa 10 giờ là đẹp xuất sắc chết luôn. Và đặc biệt màu xanh lá nữa cũng đẹp lắm. Thi Phương Vũ hoa 10 giờ. Các chị ơi, nhưng mà đặc biệt nha, em thấy cái màu này ở ngoài nó hay lắm luôn á. Đó, các chị nhìn thấy em mà lười thay quần thôi, mặc quần quần này luôn đi các chị ơi. Thay tới thay luôn. Đặng Ngọc Mỹ hoa 10 giờ và xanh lá, Ô Chiếc Nguyên thêm một xanh Đức Mẹ, chốt đơn cho em các chị ơi. Giá cho em là 150.000 một áo nha các chị ơi. Ánh Trần hoa 10 giờ, chị Hương Phạm hoa 10 giờ, ok. Khuôn Nguyễn Giang, Nguyễn Hương hoa 10 giờ, Giang Phạm hoa 10 giờ, Mai Vàng xanh Đức Mẹ, Trần Hiền đỏ đô và xanh Đức Mẹ, đẹp lắm luôn đấy các chị. Thiếu xanh lá đúng không? Tú Chương xanh Đức Mẹ vào hoa 10 giờ. Có đỏ đô không? Các chị ơi, lấy ngay một đỏ đô nha các chị nha. Có không? Đấy, một đỏ đô.
lấy ngay bó lý nhung xanh lá hoa 10 giờ và nâu tây ngọc tú lê xanh đứt mẹ kim quay trần đỏ đô vào hoa 10 giờ hiền ngôi hoa 10 giờ và xanh đứt mẹ chị Hương Diễm hoa 10 giờ ok hạt đậu nhỏ đỏ đô nâu tây đẹp mắt luôn nha các chị ơi phốt sắc cho em hạnh hào hoa 10 giờ tâm na hoa 10 giờ thanh mai đỏ đô không đẹp là không lấy tiền luôn á các chị nhìn thấy cái form áo này em đứng gần cho các chị xem nha đừng nói em mặc vải khác rồi em đi bán vải khác cho các chị nha không có đâu trời ơi là rồi cái máy quay nó nét từng sang từng mát luôn á các chị rồi chốt đơn cho em nào các chị ơi có đỏ đô nhỏ đơn thì 7 đỏ đô Nguyễn Lan hoa 10 giờ và nâu tây màu nâu tây cũng đẹp luôn Đỗ Thị Hằng hoa 10 giờ đỏ đô và nâu tây Ngọc Đỗ Bích hai áo nâu tây Nguyễn Phượng hoa 10 giờ Thi Phương Vũ nâu tây Ngô Thị Hoa thêm một áo nâu tây còn chút còn thoải mái luôn chốt đơn cho em các chị ơi giá là 150.000 một áo nha các chị nha 150.000 Thay Mai cho em Thay Mai đỏ đô vào hoa 10 giờ tay hôm qua trẻ nợ chưa tối hôm qua sáng trẻ nợ chưa đã rồi xong rồi cái màu xanh lá này mặc không khác gì mẫu hoa cúc của Hồ Ngọc Hà mặc luôn màu này các chị chốt cho em là xám ủa sao chị đưa cùng một lúc cả xám cả áo này mà sao nó đeo cái mỗi áo này vậy Nguyễn Đến Nâu Tây Kim Ran Lê Đỏ Đô Yến Trần Gia Ánh Trần Xanh Lá Oanh Nguyễn Hoa 10 giờ Mai cho chị nha Sám cho em giá 150.000 các chị ơi chị nào lấy sám thì các chị chốt sám cho em nha các chị nha Sám cho em giá 150 các chị ơi Sám cho em giá 150 nha các chị nha sáng này mê lắm luôn hôm đấy đưa đi mang hai cái một cái một sáng một cái bông bốn xanh lá chắc chi lê sáng chi lê xanh lá màu da này nè các chị mặc thêm cho em cái quần màu nâu đen ấy. Hoặc cái quần màu ca cao hoặc cái quần màu đỏ đô đậm cho em rất xuất sắc luôn Trần Thị Nhài xanh lá Xuân Dũng sáng một xếp sáng cho em nha Phương Vũ sáng Kim Anh Nguyên sáng sáng cho em các chị ơi chị nào lấy sáng thì các chị chốt sáng cho em giá là 150.000 một áo các chị ơi em cho các chị xem cái hoa văn của nó này cái hoa văn này đẹp lắm Thúy Ngọc Trân hoa 10 giờ và sáng Oanh Nguyễn xanh lá Kim Thúy Gia ba áo da rất đẹp luôn á thật sự mày mẹ em mà mai mốt mà 10 tháng 11 mẹ em về đây ở là em may mấy cái áo này là cứ mẹ mặc màu con mặc màu sáng mặc đi lễ Lương Hoàng Vĩnh Kim đỏ đô da và nâu tây Thi Phương Vũ sáng một xếp Đỗ Hương sáng cho em các chị ơi chị nào lấy sáng thì các chị chốt sáng cho em nha cái hoa này các chị nhìn thấy nó duyên không nó duyên hơn cả sự của duyên luôn đó ô trời ơi chuẩn không cần phải chỉnh luôn đó các chị ơi nhớ chia sẻ livestream cho em với nha Cẩm Tú Bích sám hai áo các chị ơi cái trang áo dài Cẩm Tú hiện bây giờ em đang like ấy, là em chỉ có like cho các chị với tính cách là em like để cho các chị biết bên nhà em vẫn còn hoạt động thôi vì bây giờ Facebook nó bóp tương tác chứ thực tế nhà em làm việc chính nhất vẫn là bên trang vải áo dài Cẩm Tú nha các chị nha còn bên này em nhìn thấy ai thì em sẽ đọc tên chốt đơn cho các chị chứ không phải là cứ bỏ lên đây rồi chẳng thấy cái em nói cái gì rồi các chị lại bảo ủa sao like mà chẳng thấy trả lời trả vốn gì hết các chị cứ yên tâm hoạt động chính ở bên nhà em vẫn là trang fanpage còn trang này của nhà em lâu lắm rồi gần 2 năm nay em không hoạt động nhưng mà bây giờ em vẫn sẽ like cho các chị còn các chị có thể qua hai trang để các chị tham khảo nhá giá cho em là 150.000 một áo nha các tình yêu ơi kim quan trần sám và xanh lá hòa vi sám tuyết nguyên sám ngọc tú lê sám đức mạnh đỏ đô tâm thanh gia kim chi sám
nhận vải của em không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. Nguyễn Thị Thục, Nguyễn Thị Thục đơn giản, chị chốt chị comment giúp em chị Nhi Vũ Thành Hà Sám. Cái này mà không mua thì mua chị. Bây giờ em nhớ đợt trước mà em bán cho các chị cái lụa này em toàn bán giá 200.000 không á. Nguyễn Bông Hoa 10 giờ này, em toàn bán giá 200.000 không á các chị. Giá cho em là 150.000 một áo, chắc phải là lụa Nhật nha các chị ơi. Cái này còn hai áo treo vào quần bảo đôi cho Tú luôn này hẳn ơi. Còn mấy cái hàng này phải gom hàng ngày á, giống như hàng của Khải Tuấn vậy đó. Chứ hàng này là ở ngoài chợ là không có đâu, phải đi lùng dữ lắm mới mua được á. Ui trời ơi nó đẹp. Các chị ơi 150.000 một áo nha. May nếu mà bị xù xước đường chỉ cứ việc trả lại cho em. May một áo xù xước đường chỉ đền 1 thành 10 áo luôn. Chốt đơn cho em nha các chị nha. Lụa nhập cho em giá 150, chị nào may nguyên set luôn thì vui lòng nắm cho em nguyên set luôn. Giá là 250.000 nha chị nha, 150 và 250. Quần bên em cắt cho chị là 2m khổ 1m6, chứ phải là lụa rết em đang mặc trên người nha các tình yêu nhé. Dư Hà xanh lá, Nga Thiên Hoa 10 giờ. Cho em lụa nhập giá 150.000 một áo, em có khúc 3m này, chị nào muốn may đầm hay là may cái gì mà nhiều nhiều vải thì các chị có thể lấy khúc 3m ha. Cho em lụa nhập cho em là giá 150.000 một áo nha các chị nhé. Chi Lan lụa nhập, Chi Phục lụa nhập, Nguyễn Lan lụa nhập, Trang Nguyễn lụa nhập tết, Nguyễn Bạch Mai lụa nhập. Lụa nhập cho em giá 150 các chị ơi, 250 nha các chị nha. Thế nhà may hoa 10 giờ, Tiết Nguyên lụa nhập, Thi Phương Vũ hai áo lụa nhập, hai set. Hiền Trương lụa nhập tết, Ngọc Đỗ Bích lụa nhập 3m, Quân Nguyễn lụa nhập, Băng Vũ hai áo lụa nhập, còn một nhưng Trần Hường lụa nhập. Ủa ông Phan Quan cái này còn không ạ? Hết rồi. Hết nhưng mà lụa nhập em hết rồi nha các chị. Mẫu này em còn 2 set thôi nè. Chị nào lấy thì các chị đắm cho em là da hoa đỏ đô. Em còn đúng 2 set là do hôm qua mấy bạn để á, nó lung tung xong rồi nó còn lọt lại. Chứ thực tế là hàng này nhà em không có còn hàng luôn á. Xinh chưa, xinh xỉu ngang luôn á. Cho em là da hoa đỏ đô nha. Em còn 2 set thôi các chị. Lụa nhập em hết rồi nha các chị ơi. Cái chiếc vải nó đẹp lắm này các chị này, nó có độ co giãn này, nó siêu đẹp luôn á. Cho em là da đỏ đô các chị ơi. Em còn 2 set thôi. Chị nào lấy da đỏ đô thì các chị chốt da đỏ đô cho em nha. Giá 150.000 một áo, 250.000 một set. Tài áo mẫu mặt giá 150.000 một tài áo nha chị ơi. Nè, cái này có đáng để bỏ tiền ra mua không các chị? Có đáng để bỏ tiền ra mua không? Nguyễn Hương da hoa đỏ đô xét, Thi Phương Vũ da hoa đỏ đô xét. Đáng để bỏ tiền ra mua không các chị ơi? Cho em là V244, giá là 150.000 một áo. Yeah, em chào chị Nga Tuyết. Chị nào lấy thì các chị chốt V244 cho em. Lâu lắm rồi cái hoạt động bên trang này, cho nên cứ like thôi. Em nhìn thấy ai là em mừng người đó. Tại vì đa số những chị mà đã từng mua hàng ở bên trang áo dài cẩm tú của em là toàn khách cũ không. Cho em V244 nha các chị nha. Giá là 150.000 một áo, chắc phải là lụa nhập nha các chị ơi. Chị Lê V244, Lê Nguyên V244, Quân Nguyễn hai áo V244, Hoài Phạm V244 khác. Hoài Phạm là V244 5 khác. Có cháu lên. Ngọc Lan Nguyễn V244, Phạm Huy Vân V244, Thi Phương Vũ V244 2 áo, Tú Trương V244, Kim Kiều Nguyễn một áo hoa 10 giờ. Liên Hoàng Kim Liên V244 3 áo nữa. V244 là em có khúc 3m rưỡi và khúc 2m7 nha.
Nguyễn Hương V244 tiếp. Khi nào lấy thì các chị chốt V244 cho em các chị ơi. Các chị em nói mà các chị cứ nhận vải này đi, xong rồi mai mốt các chị hỏi em Tú ơi em còn lụa nhà con Tú. Các chị hàng này thật sự với các chị luôn là em đi săn dũ lắm lắm luôn á. Em mới kiếm được hàng này bán cho các chị đó, chứ còn hàng in thì có mà đầy luôn á các tình yêu ạ. À. Nguyễn Ngọc Lan V244, Thi Miễu Chu hai áo V244. Phương Thanh V244. Tô Thị Kim Nhạn V244. Mấy rồi. Rồi tiếp. V244. Em có khúc 3,5 và khúc 2,7 nha các chị nhá. V244 xếp. Nguyễn Lan V244. Xuân Đào Đạm V244 xếp. Nguyễn Hà V244. Và em mặc còn chị Trần Tố Nghe ơi, chị Nguyễn Kim Chi V244 nè. Còn 2 V244 nữa sao luôn. Con bé chị không ngồi đây mày bỏ phiếu cho chị vậy. V244 em còn một khúc 3,5 m. Bích Lê V244 2,7 m. Còn 3 áo này. Xin sang chị Mai nữa là 5. Nguyễn Hoa V244 Hiền Trương V244 xét. V244 em còn một khúc 3,5 m. Cái này lấy thì em để ở trong kia lấy thêm thì lấy. Không cho đi gắn lên trên mạng nhá. Tuần qua nhiều chị cứ thấy gắn lên trên mạng nhá. Vải áo em mặc nhà còn nha chị Trần Tố Nghe ơi. Vải áo em mặc em có tổng là 6 màu ấy chị. Giá 150.000 một áo nha chị ơi. Này các chị ơi, đuổi mà nó đẹp vậy. Các chị đừng có bỏ qua nó nha. Trời ơi, mỗi lần em nhìn thấy đuổi lại mê lắm luôn ấy. Chốt đơn cho em giá 90.000 một áo thôi các chị ơi. V244 em còn khúc 3,5 m các chị. Tính cho các chị 3 áo đi. Còn một khúc 1,4 m. V244 em có khúc 1,4 m á. Chị Trần Tố Nghe à, vải áo Tú mặc ok chị. Này các chị ơi, cho em là đuổi 90 nha các chị nha. Chị nào lấy đuổi thì các chị chốt đuổi cho em. Trời ơi sao mình nhìn bên cái gì? Thành Linh V244. Nhìn bên điện thoại cho nó đẹp dữ vậy. U là trời. Dạ yeah, em chào chị Hoa xem tí. Mấy năm rồi mới thấy em hả? Cái trang này của nhà em 2 năm mấy 3 năm rồi em không có hoạt động chị ơi. Cho nên hôm nay em cứ mở lên thôi. Kỳ này Facebook Pop tương tác dữ quá cho nên Ngọc là Thanh V244 1,4 m. À, cho nên là em đang là tính đường binh chị ơi. Mong là các chị dữ khách, những chị khách cũ thì cái hàng này em sẽ để cho một bạn, em sẽ sắp xếp cho một bạn chuyên làm hàng cho các chị ở bên trang này nha. Và các chị vẫn có thể mua được hàng. Mẫu này các chị chốt đuổi cho em giá 90 các chị ơi. Đuổi cho em giá 90 các chị. Trần Lan Anh đuổi, Hoàng Nguyễn Mai Vi đuổi, Kim Phục đuổi, Cao Phương đuổi. Cho em đuổi giá 90 thôi các chị. Mấy năm rồi mới thấy Tú mà. Thấy Tú đã già đi hơn xưa và đã mập hơn xưa. Đuổi cho em giá 90 nha các chị nha. Chị nào lấy đuổi thì các chị chốt đuổi cho em. Ôi là trời ơi, cái này nó xinh xỉu như thế này luôn á. Thanh Ngọc đuổi, Lê Nguyệt đuổi, Trần Hiền đuổi. Đuổi cho em giá 90 các chị. Chị nào lấy đuổi thì các chị chốt đuổi cho em. V244 em còn 2 áo cho các chị đó các chị ơi. Chốt đơn cho em giá 90.000 một áo thôi. Dạ em không có cắt lẻ 2,5 m nha chị Kim Nguyên. Thi Phương Vũ đuổi xếp. Khúc 1,4 m có người chốt rồi chị Trần Tố Nghe ơi. Em mà trẻ ra thì này em về hẳn đi luôn đấy chị. Ui trời ơi. Trang Nguyễn đuổi xếp. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Tại lâu rồi các chị không thấy em chứ thật sự luôn là nếu mà các chị nhìn kỹ thì cái nét nó gọi là nó hơi già già chị ơi. Còn đuổi nha. Nguyễn Thanh Hiền đuổi. Chị chốt đuổi cho em. Cái này chưa phối hả? Đây đáng để mua này các chị, cái này gọi là đáng để mua, không thể nào bỏ qua nó được. Dạ, luôn. Ok chị Bích Nguyên. À các chị ơi, cũng là lụa nhập luôn nha, nó xinh thế không biết nữa, đúng là bánh mèo luôn đó các chị. Mà đặc biệt nha, chất vải là em bao cho các chị test thoải mái luôn.
giá cho em 150.000 một áo nha các chị ơi. Các chị nhận ở ngoài là các chị chỉ có nghiền mà thôi luôn á. Mấy cái này mà các chị vô mấy cái cửa hàng ở Sài Gòn mà mấy các chị mà mua mấy cái cửa hàng mà gọi là đẹp đẹp mà mấy cái đường mà đường lớn này, em nói các chị mua một cái áo 400-500 ngàn, 700-800 ngàn, không phải là giá tiền đó nữa thì thôi luôn á. Giá cho em là 150.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V006 cho em. Em lời một cái áo này của các chị á, chị được có 20.000, 30.000 thôi. Không thang đuối. Cho nên là chị nào mà có đến cửa hàng nhà em mua mà bị mắc hơn một cái áo 50.000, 100.000 là em không giải quyết được cho mình đâu nha. Em nói trước á, hàng mà bán ở cửa hàng là nó sẽ khác, còn hàng bán trên live cho các chị em vẫn nói hàng ngày luôn á, là giá giống như là bỏ xỉ cho các chị luôn rồi đó. V006 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V006 cho em. Giá là 150.000 một áo, chắc phải là lụa nhập nha các tình yêu ơi. Chi Lê V006, Hà Lê V006, Uyên Hà V006, Thi Phương Vũ V006, Xét Bảo Ngọc V006, Nguyễn Thủy Trang V006, Huy Dung V006. Giá cho em 150 thôi các chị ơi. Có đồ co giãn nha chị Vân Thắng ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt V006. Nguyễn Lan V006. Có đồ co giãn nha chị. Trang Diana Huỳnh V006. Nguyễn Phương Yến phải áo mẫu mặc. Lê Ngọc Nguyên V006. Nguyễn Lan V006. Và em mặc có đồ co giãn chị ơi, có 6 màu á chị. Chị nào lấy thì các chị chốt V006 cho em các chị ơi. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Bùi Oanh V006, Tâm Ly Dinh V006. 150 thôi các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt V006 cho em. Nhớ chia sẻ live stream cho em với nha các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nha. Thay Xuân ơi, vải áo mẫu mặc. Và em mặc là giá 150.000 một áo, chứ phải là lụa tơ tằm mấy các chị. Cái hoa văn này nó giống hoa văn của Hà Đông, không phải Hà Đông, lụa Hồng Kông á các chị, lụa Hồng Kông mà giá 900.000 một áo á. Đây, còn ai lấy V006 thì chốt ngay và liền đi nha các chị nha. Oanh Trần V006, Thu Anh Bùi V006, Mimi V006. Chốt sau live stream là giá 180.000 một áo nha các tình yêu nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V006 cho em. À, vậy cho chị xem xăm đứt mẹ hả? Ok chị, để em lấy màu cho các chị xem nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V006 cho em. Giá em chốt đơn cho các chị là 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Quá trời đẹp luôn. Trời ơi, nhìn bên điện thoại cái này đẹp lắm luôn á. Chuẩn chuẩn luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt V006 cho em nha các chị nha. Rồi mẫu này từ hôm qua đến giờ còn có mấy áo không, cứ làng sàng mãi chưa hết luôn á. Giờ mời thêm lần nữa mà các chị không lấy tí em mà mang đi may là các chị không có là ráng chịu quá. Ê, cho em lập thể giá 100.000 và áo em mặc cho chị Nhung Trần, ok chị. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em, chắc phải là lụa mango giá 100.000 một áo các chị ơi. Cho em lập thể nha, giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em. Lập thể ơi, lập thể à. Tắt tắt luôn. Vải nét như Sony luôn đấy các chị. Giá cho em 100.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em. Tặng Mỹ Ngọc lập thể. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em nha. Lập thể còn 3 áo nữa thôi là hết. Đây em có đây này chị. Đây là màu xanh nhá. Các chị ơi cho em một phút. Đi Phương Vũ 2 áo lập thể. Đây là xanh lá, còn một. Đây là xanh biển này chị. Nhưng mà màu thực tế ở ngoài nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha chị. Đây là màu nâu tay. Đây là màu da. Đây là màu áo em ạ. Và đây là màu đỏ đô. Giá là 150.000 một áo nha chị ơi. 2 áo lập thể đúng không? Còn một áo lập thể. Chị nào lấy lập thể thì chốt lập thể cho em nha. Giá em chốt đơn cho các chị là 100.000 một áo 2m, khổ 1m6 nha các chị ơi. Rồi tiếp luôn nè. Đây còn không? Trang Nguyễn Lo
tây xét. Đây, hôm qua nữa còn một ít nữa thôi, các chị lấy ngay và liền cho em. Jenny Nguyễn Lập Thể. Chị Vân Khánh một áo xanh Đức Mẹ, ok chị. Chị Lê Huyền Nguyễn một áo nâu tây, ok. Chị Nhung Trần thêm một áo nâu tây nữa, ok chị. Này các chị ơi, cho em là tím. Tím này là dạng là tím mà tím phớt ấy, tím cà luôn á. Giá cho em 100.000. Chất này nếu các chị nhận được mà các chị bảo là lụa mango là không phải nha. Lụa mịn thì nó sẽ mịn hơn, nó mát hơn, nó nhẹ hơn và nó mỏng hơn lụa mango nha các chị nha. Chốt đơn cho em giá 100. Chị Vân Khánh lấy một áo xanh Đức Mẹ để riêng ra, tí có người ghé lấy liền kìa mấy đứa. Không ai buồn một set nâu tây. Ok. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là tím. Mà em cho các chị xem này. Em không biết làm sao để có thể cho các chị nhìn rõ được cái nét hoa của nó. Chứ thực sự luôn ở ngoài nó đẹp lắm luôn ấy các chị ơi. Nhí này, nhí tím cho em nha. Giá 100.000 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí tím cho em. Oanh Trần tím. Thi Phương Vũ xét tím. Cái chất này mặc mai mốt là muốn mua nhiều nhiều luôn nữa luôn đấy. Đợt này nó có nhiều mới lấy nha chị Trang Minh Nguyễn ơi. Cho em nhí tím nha, chị nào lấy nhí tím thì các chị chốt nhí tím cho em. Thanh Diệp phải áo mẫu mặc. Lấy cho chị một áo xanh biển tí nữa, có người ghé lấy kìa. Có lấy không? Tú Trương tím, Phương Thu tím. Khen Hoàng một áo nâu tây. Chị Trần Tố nghe tím ok chị. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cho em nha. Dạ em chốt đơn cho các chị. Lý Thanh Hiền một áo đỏ đô. Các chị qua bên tí nữa, các chị qua bên trang vặn. Trang áo dạy tập của em các chị nhìn cái nhí này nó sẽ rất là rõ luôn. Nó không có sáng quắc đâu các chị. Rất là đẹp này. Cho Hoàng các chị xem tí. Kỹ này. Đó. Chuẩn chưa? Và ở bên này nó sáng tưng bừng luôn đấy các chị. Cho em tím giá 100 nha. Chị nào lấy tím thì các chị chốt tím cho em. Tím em có khúc 3m3 á các chị. Tím em có khúc 3m3 nha. Chị nào lấy tím thì các chị chốt tím cho em. Giá em chốt đơn cho các chị 100.000 một áo luôn. Mẫu này em có cho các chị hai màu. Bích Lê tím một set. Các chị ơi, mẫu này em có cho các chị hai màu nha. Mẫu này em có cho các chị là hàng thương hiệu. Linh Nguyễn tím set. Em có xanh và em có đen. Hàng này em bán giá là 150.000 một áo. Bây giờ em còn mỗi thứ một ít ít á. Em bớt cho các chị một chút xíu. Em tính các chị giá 130. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là đen thương hiệu và xanh thương hiệu nha. Giá là 130 một áo thôi. Trần Tuyết một áo đỏ đô. Cái này mà mai mốt em mà may lại mà em pha quần với lại thôi các chị hỏi ghê lắm luôn. Một chút có mặt. Ôi bán không biết là bao nhiêu luôn á. Không có lấy. Tí nữa ấy rồi lấy sau. Mang xuống cho thật nhiều rồi không có thời gian mà dọn dẹp. Cho em là xanh thương hiệu và đen thương hiệu nha. Giá 130 là bớt cho các chị 20.000 một áo. Bé Tư đen. Hân đen. Lấy một cái phiếu ghi vào cho chị nào. Chị Vân Khánh tí ghé lấy. Thế mà khách ghé lấy bảo là lấy đơn hàng cho chị Vân Khánh thì giao lấy 150.000. Phương Võ đen, Trần Tuyết đen, Hà Nguyễn Thị Thu đen và xanh. Đen cho em, xanh cho em nha các chị nha. Vi Lê đen. Ừ. Dạ đúng rồi chị Tiên đi Nguyễn. Trần Xuân đen và xanh. Thi Phương Vũ xanh. Giá cho em là 150.000 một áo thôi các chị ơi. Chị nào lấy đen thì các chị chốt đen cho em. Kim và Anh chị Nguyên nào lấy đen. Xanh thì các chị chốt xanh cho em nha các chị nha. Hoa Hồng Gai đen, Nguyễn Lan đen. Đen cho em 150 và xanh cho em cũng 150 luôn. À, xin lỗi, 130.000 chứ. Giảm cho các chị 20.000 thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh cho em và chốt đen cho em nha. Ngô đen. Chốt đi các chị cứ chốt thoải mái. Nguyễn Thơ đen, Hà Đào đen và xanh. Thâm Lucia Vũ đen, Lan Bùi đen, Thi Vương Phú đen xếp. Hàn Liên tím hoa nhí. Đỗ Hải Yến chiến đen và xanh. Một ngày
ơi, uống thuốc phát tấn luôn ấy. Lụa mango giá 100.000, chị nào lấy thì các chị chốt Nguyễn Loan xanh 1 set, Nam Tả Thi đen. Các chị ơi, caro rêu cho em nha. Giá là 100.000 một áo, chất vải là lụa mango. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là caro rêu. Giá 100.000 một áo. Chị Văn Thắng ơi, chị nhớ dặn là xuống cửa hàng của em nhé. Tại vì em có nhiều chị lộ đi lên trên chỗ nhà em ở là không có giao hàng được đâu. Nhớ dặn người nhà chị giúp em là chỗ ngay ba cây xoài là ngay chỗ cửa hàng của em á, chứ không phải là ghé nhà em đâu nha. Chốt đơn cho em các chị ơi. Caro, caro xăng cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt caro xăng cho em. Caro rêu. Rêu cũng được, sẵn được các chị ơi. Nguyễn Hương caro rêu. Nguyễn Loan caro rêu. Cho nó mấy áo đi nè. Đưa cho nó mấy áo đi nào. Nó bỏ nhanh hơn. Cho em caro rêu nha. Chị nào lấy caro rêu thì các chị chốt caro rêu cho em. Caro rêu. Giá cho em 100 thôi các chị. Lê Như Ngọc caro rêu. Thiên Bút caro rêu. Có khúc nào lẻ không mấy đứa? Cái này này ạ. Đưa lẻ ra đây cho chị. Chị nghĩ ra một cái kiểu này may rất là đẹp luôn, nhưng mà nó hơi heo vãng chút. Nguyễn Phi caro rêu. Đưa cho chị hai áo nào. Giang Kim caro rêu. Đưa hẳn đây cho chị hai áo nào. Xếp vào cho chị. Xếp vào cho chị đi. Em ghi chữ Phong liên hệ lại cho chị để chị dặn nó may kiểu. Nguyễn Thị Nga caro rêu. May hoàn toàn là phải xéo hết toàn bộ luôn. Thay vì caro này nó là caro vuông đúng không? May xéo toàn bộ luôn. Ok chị tâm đi đi. Xong rồi lẽ hả? Một áo thôi được rồi. Thủy Bạch caro rêu. Lấy cho chị một một quần của lụa Thái Tú ấy. Thái Tú một thân ve chai ra đây. Cho em caro rêu các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt caro rêu cho em nha. Giá 100 này. Rêu cho em giá 100 nha các chị ơi. Ví dụ các chị không thích vải này à, các chị về các chị may áo dài ấy, các chị may sơ mi đẹp. Thôi thử caro rêu. Các chị may tầm đẹp nè, các chị may đồ bộ đẹp nè. Các chị may mấy cái quần mà dạng quần suông suông ấy, các chị mặc ở nhà với mấy cái áo von hay mấy cái áo lụa cũng đẹp luôn, hoặc là mặc cái áo không cũng đẹp luôn. Chốt đơn cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt caro rêu cho em nha các tình yêu ơi. Nguyễn Lan caro rêu. Bỏ vô cùng. Đưa cho chị cái mới nè. Mấy cái này là hoàn toàn mới hết đấy các chị. Em lấy hàng bán cho các chị là toàn hàng mới không. Không chốt đơn lẻ nữa thì thôi luôn đó. Nè, xin chúa. Em không cắt lẻ 3 mét nha chị Thiên Vũ thôi. Các chị ơi, cho em đen nha. Đen cho em giá 100. Em có cắt lẻ đấy chị. Nhưng mà cắt lẻ 3 mét thì em tính các chị là 80.000. 80.000 1 mét, 3 mét là 240.000 được không chị ơi? Thay vì chị mua 2 áo là có 200.000 thôi nha, là được 4 mét vải. Còn không thì em sẽ bán là 80.000 một mét. Cắt bao nhiêu em tính tiền bấy nhiêu nha. Mẫu này các chị chốt cho em là đen giá 100. Đen cho em nha, giá 100.000. Ôi là trời, các chị đứng có bộ quá. Kim Anh Vũ đen. Siêu sang luôn. Đen cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt đen cho em nha các chị nha. Giá cho em 100 nha. Nga Ngô đen, Nguyễn Lan đen, Châu Hằng đen, Như Quỳnh caro rêu, Trinh Trần đen 1 set. Đẹp này chị Trang Minh Nguyễn thôi. Oanh Trần đen. Đen cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt đen cho em. Thi Vương Vũ đen set, Chính Phi đen, Nguyễn Thị Nga đen, Tuyết Nguyễn đen, Linh Trần đem 1 set. Chị mua 2 khúc là 4 mét vải, giá có 200 ngàn thôi. Còn nếu chị muốn cắt 3 mét là em bán 80 ngàn mét cho chị nhé. Mẫu này bán cửa hàng em cũng vậy thôi mà, 80 ngàn 1 mét, các chị cắt mét 2 là 96 ngàn. Nguyễn Yến đen, Mimi đen,
chị nhài đen. Đỗ Hải Yến Chiến đen xét. Thanh Nguyên đen. Oanh Lê Thị Kiều đen. Linh Du đen. Trần Xuân đen. Lai Hương đen. Thiên Phúc thêm một áo treo. Thúy Ngọc Trần đen. Chị Giang Kim có caro rồi nha chị. Trên tay chị còn hai em. Các chị ơi lấy đen đi nha, đen đẹp lắm. Trần Hân đen. Đen cho em 100.000 nha. Chị nào lấy đen thì các chị chốt đen cho em. Tám Thơm ba áo đen. Thanh Nguyễn caro đeo. Thi Phương Vũ thêm một set đen. Đen cho em giá 100. Thu Dung Hoàng Thái đen. Mai Phạm đen một set. Cho em đen nha. Đen cho em giá 100 các chị ơi. Đen chỗ trên này chị còn 3 này. Rồi cho chế một áo cúc nữa đi hẳn ơi. Hàng mới kìa. Cho em là cúc. Cho em là hoa mi trắng đen. Trần Xuân một đen Lệ Vi. Nay hơn thêm một đen. Cho Tú vô cái quần màu hồng cắm sen đi nè. Hoặc là hồng phấn vô cho chị. Màu này các chị chốt cho em là hoại mi trắng nha các chị ơi. Chắc phải là lụa nhập, giá là 150.000 một áo nha các chị nha. Hôm qua hàng này em có màu vàng em bán cho các chị. Hôm nay em có cho các chị là màu kem trắng. Hoại mi trắng cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt hoại mi trắng cho em. Chắc phải là lụa nhập, giá là 150.000 một áo nha các chị nha. Giá cho em là 150 các tuần yêu ơi. Nguyễn Sinh đen. Qua trời qua đất nó đẹp luôn. Khoảng không xù xước được chỉ luôn. Có độ co giãn luôn nha các chị nha. Cho em là hoàng mi trắng giá 150. Hoàng mi trắng cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt hoàng mi trắng cho em giá 150.000. Chi Lê họa mi trắng. Kim Anh Vũ. Kim Anh Vũ họa mi trắng. Tông này là em cứ cố cho các chị. Nguyễn Tinh họa mi trắng. Gọi là tông tông dễ thương á. Còn các chị tận dụng quần này thì các chị cứ tận dụng cho em đi. Em là em khoái mấy cái tông mà gọi là Quán Bình Minh họa. Quán Bình Minh họa mi trắng. Họa mi trắng cho em. Giá là 150.000 một áo các chị ơi. 250.000 một bộ nha các chị nha. Hoại mi trắng là em có khúc 2m7 á các chị. Các chị chốt hoại mi trắng cho các bạn chốt cho mình nha. Chốt hơn bên hoại mi trắng. Thanh Nhà chị hoại mi trắng xếp. Thi Liễu Trương hoại mi trắng xếp. Hà Nguyễn Thị Thu hoại mi trắng. Hoại mi trắng thì các chị nào lấy thì các chị chốt hoại mi trắng cho em. Tâm Tâm hoại mi trắng xếp. Giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nha. Thủy Bạch hoại mi trắng. Trâm Nguyễn Anh hoại mi trắng 2m7. Tính chị Trâm Nguyễn Anh một áo nha. Kim Huỳnh hoại mi trắng. Hoại mi trắng cho em giá 150 các chị. Nguyễn ơi. Theo hoại mi trắng. À, cho các chị nhìn ở bên điện thoại. Nó đẹp từng cm luôn ấy, vải này bỏ này. Bóp này, bỏ ra không nhăn một tẹo nào luôn. Chốt đơn cho em nha các chị nha. Bích Lê hoại mi trắng. Hoại mi trắng cho em giá 1. Thanh Phạm hoại mi trắng. Thi Phương Vũ họa mi trắng xếp. Ngọc Hân họa mi trắng.
trăm hết rồi, giờ lại lòi ra đây rồi. Ngọc Hoàng mi trắng ở bên kia còn Dương Trần Hoàng mi trắng, Lê Thắng Nguyên Hoàng mi trắng xếp, Thảo Nguyễn Hoàng mi trắng, Tâm Tâm Hoàng mi trắng, không được đó. Các chị ơi, bi này là em còn cho các chị là bi gặp và bi vàng đồng, giá 100.000 và em có cả bi da cho các chị nữa. Bi gặp em còn một áo. Nguyễn Tùng hai vải áo mẫu mặc. Ở trong bực đó nãy chị đứng chị hai quần áo chị còn thấy ở trong bực còn mấy áo ấy thôi. Ở bên cái hàng lẻ bên kia kìa. Em có bi gặp nè. Bi vàng đồng nè. Bi da nữa các chị. Đợi em một chút nha, em lên đủ màu cho các chị. Các chị muốn lấy màu nào các chị lấy. Cho Nguyễn Anh bi gạch. Nguyễn Thị Nga bi vàng đồng. Thi Liễu Trương bi gạch. Gặp có một áo thôi. Thì Thi Liễu Trương bi gạch em hết rồi nha chị ơi. Bi vàng đồng này. Đây là em có bi da này đẹp này chị. Em có bi da này mới này. Đẹp lắm. Da này là da đậm. Da đậm xong rồi bi bi đen đó chị. Xinh lắm. Chị Trần Tố Nga bi vàng ok. Em vẫn nói với các chị Trần nha. Nguyễn Anh bi vàng. Cái trang ở bên này là em chỉ có chủ yếu là để em tương tác lại với các chị thôi, chứ còn hoạt động chính nhà em vẫn là bên trang vải áo dài Cẩm Tú. Cho nên cái chuyện mà các chị cứ comment lên đây thì các chị cứ comment lên và nhân viên nhà em sẽ chốt đơn cho các chị sau nha. Còn chủ yếu là bên em vẫn hoạt động bên trang vải áo dài Cẩm Tú nha các chị nhé. Đưa cho chị màu đấy nhớ ra đây. Tám thông bi da 3 áo. Muốn màu cho chị mấy áo đi. Nguyễn Thị Nga bi da, Thảo Lê Lê bi da, Lê Ngọc Nguyễn bi da, Trần Anh Anh bi da, Lê Nguyễn bi da, Nguyễn Hương bi da, Thi Liễu Trương bi da. Có vàng đồng không? Có hai vàng đồng, một vàng đồng bên này. Và bi xăm đen này em còn cho các chị hai áo. Bi xăm đen này em còn cho các chị hai áo. Chị nào lấy bi xăm đen thì các chị chốt bi xăm đen cho em. Và em có bi xăm này nữa. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là bi xăm. Bi xăm không thôi nha các chị nha. Giá 100.000 hết luôn các chị. Linh Du bi da còn Thi Liễu Chu bi vàng đồng. Trâm Nguyễn Anh bi xanh đen hai áo. Bé Hai bi da còn Nga Ngô bi da. Thu Hằng Nguyễn bi vàng đồng. Hết vàng đồng. Bi xanh em hết các chị ơi. Bi xăm là bi này. Còn bi xăm đen mới là đen. Sáu Lê Lê bi xanh. Bi xanh đen và vàng đồng em hết nha các chị ơi. Em còn bi da và bi xanh ạ. Bi xanh đen này là cúc hình như chỉ có bi 2m6 hay 1m6. Đây chị tính cho chị Sáu Lê Lê luôn thật ảo luôn. Hàng Đỗ Thị Thu bi da và bi xanh. Da và xăm cho em nha các chị ơi. Giá em chốt đơn 100.000 một áo nha các chị nhé. Và em có cái mẫu này, em gọi là cái khoai này của nó là em không biết em gọi cho các chị có đúng hay không, nhưng mà em thấy nó giống khoai sen đá lắm luôn đấy. Em thấy nó giống khoai sen đá lắm các chị. Trời ơi nó xinh và nó là bánh bèo kinh khủng mà đẹp lắm. Tâm Lê bi xanh còn Thi Liễu Trương bi xanh này. Nguyễn Bông bi da. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là sen đá trắng em nha các chị ơi. Sen đá trắng cho em giá 100.000. Mấy da? Một da hai xanh. Thi Phương Vũ bi xanh và bi da.
đúng rồi. Thu Hằng Nguyễn nó có Thu Hằng Nguyễn Hòa Bi Trắng, Dương Vũ Bi Gia, Anh Xuân Bi Gia. Cái gì trắng không? Hòa Bi Trắng. Rồi, Hòa Bi Gia. Cái này là hai gia đúng không? Dạ. Mẫu này các chị chốt cho em là sen đá trắng nha. Giá 100 ngàn thôi các chị ơi, nó xinh kinh khủng luôn. Vải có độ co giãn không cần phải lót nha các chị nha. Sen đá trắng cho em. Ruby ruby bi xanh hai áo. Còn còn sen đá không mấy đứa? Còn chị ơi đang cắt các ô. Vậy thôi. Chu sen đá trắng. Như Nguyễn sen đá trắng. Một cây mà đúng không? Anh ơi sen đá trắng. Họ lấy lên tí xíu lấy xong. Sen đá trắng cho em giá 100 nha các chị nha. Lê Nguyên bi xanh. Này mai mốt mà các chị mua về các chị đi tặng cô giáo em không hiểu nó thì thôi luôn á. Cô mà mặc tặng mấy cái này các cô mặc rất là dễ chịu, chứ các chị mua áo tiền triệu chứ các cô mặc đi làm vậy chứ mà khó sử dụng, hơi bị khó sử dụng luôn á. Cho em sen đá trắng đủ chưa? Khi nào lấy thì các chị chốt sen đá trắng cho em nha. Giá chốt đơn chỉ có 100 ngàn thôi. Diệp Trần sen đá trắng, Huỳnh Hằng sen đá, Huỳnh Hằng sen đá trắng, Lê Nguyễn Bi Gia. Sen đá trắng cho em các chị ơi, khi nào lấy thì các chị chốt sen đá trắng cho em giá 100 ngàn một áo các chị. Đồ không cắt bây giờ. Bộ Nguyễn Thanh chốt sen đá trắng. Không cắt bây giờ toàn mặc màu sáng sáng nhưng mà không mặc màu tối. Nguyễn Phương Hòa Bi Trắng. Lê Nguyên sen đá trắng. Còn sen đá nha, chị nào lấy thì các chị chốt sen đá cho em. Maria Vân sen đá trắng. Lê Kim Ngân sen đá trắng. Nền của nó ở ngoài là màu kem á các chị, chứ không phải màu trắng đâu, mà em đọc vậy cho nó dễ nói nha các tình yêu ơi. Chốt đơn cho em nha các chị nha. Giá là 100 ngàn một áo thôi các chị. Bích Liên Vũ sen đá trắng. Rồi cho tối này luôn à. Mẫu này các chị chốt cho em là lập thể xanh ngọc. Còn chết chưa? Tám Thơm 2 sen đá trắng. Chi Lê sen đá trắng. Mi Mi Huỳnh sen đá trắng xếp. Lập thể xanh ngọc cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt lập thể xanh ngọc cho em giá 100 ngàn một tháng nha các chị. Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thu Thủy Hoa Bi Trắng. Lập thể xanh ngọc cho em giá 100. Thúy Phương sen đá trắng. Lập thể xanh ngọc cho em các chị ơi, giá 100 nghìn một tháng. Quá đẹp luôn. Chuẩn không cần phải chuẩn. Giá cho em là 100 nghìn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể trắng cho em. À xin lỗi, lập thể xanh ngọc chứ. Cái mẫu này này, hồi trước á, em bán đấy các chị. Nhìn thì nó không đẹp, sau lúc may lên á, trời ơi, nó vân vân lập thể đẹp vô cùng luôn á. Chốt đơn cho em nha. Xanh ngọc này hôm qua chị có chốt rồi nha. Chốt đơn cho em giá 100 thôi, chị nào lấy thì các chị chốt lập thể xanh ngọc cho em. Chị Trần Tố nghe lập thể xanh ngọc, ok chị. Chốt đơn cho em giá 100 thôi. Hai năm rồi chưa mở lại. Mà đặc biệt nha, live bên trên này là nguy hiểm chết người lắm luôn. Nhân cá nhân Facebook đâu cho live stream đâu các chị. Hay bị khóa Facebook lắm luôn. Giá là 150 ngàn một áo các. À xin lỗi, 180 ngàn một áo chứ các chị. Này mà bán 150 chắc chết xỉu luôn. Giá là 180 ngàn một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt V129 cho em.
màu này ở ngoài của nó là màu hồng tím. Là gì đâu mà giống như cái thời mà mới bán hàng các chị. Thời mà gọi là thời sơ khai mà cách đây 4 năm mấy năm năm á. Like mà mỗi một lần like á là họ có 3-4 chị xem mà. Chắc cười xỉu luôn á, trời trời. V129, chị nào lấy thì các chị chốt V129 cho em. Sáng là em có thấy chị nhắn ở bên trang cá nhân rồi đấy chị Trần Tố Nga ơi. Toàn khách quen không chứ làm gì có khách lạ ở bên trang này đâu. Chị nào lấy thì các chị chốt V129 cho em nha. Chốt đơn cho em giá 180.000 một áo. Thời mà gọi là thời sơ khai ấy, một lần mà lên live stream cứ đứng nói khí thế cuộc đời luôn, nói ôi dồi ôi, nói ơi là nói luôn, được 3-4 chị xem luôn xong khóc mấy tháng trời luôn đấy các chị. Nguyễn Thu Thủy lập thẻ xanh ngọc còn. Chị nào lấy thì các chị chốt V129 cho em nha các chị ơi. Tôi muốn V129 hết. Tối trương V129. Giá là 180.000 một áo nha các chị nha. Đây mọc vải áo mẫu mặc. Vải em mặc giá 150 các chị ơi. Còn chị nào lấy thì các chị chốt V129 cho em. Mẫu này em còn có mấy áo thôi các chị nhớ lấy nha. Chị nào mà mới vô thì các chị nhớ xem nha. Vì em còn có mấy áo thôi các chị ơi. Lấy cái này mặc thử đi nha chị. Trời ơi em nói thật với các chị luôn chứ qua tuần là yeah, em săn bé về sau này là con trai đấy chị Trần Tố Nga ơi. Còn bạn kia thì lớn rồi, bạn kia năm nay 14 tuổi rồi là con gái chứ, xin lỗi. Bạn về sau này của em là gái, còn bạn lớn nhà em là bạn trai chị ơi, em cảm ơn chị. Các chị ơi. Jennifer phản V129 nét. Còn các chị nào chưa mua thì nhớ mua nha. Một áo thôi, không cần phải mặc nhiều. Vậy thì thực tế vải này sẽ không làm được nhiều mẫu đâu các chị. Chất của nó là đã đẹp rồi, mặc ở ngoài là thứ nhất là cái chất vải nó đã là tơ tằm rồi nha. Đây thêm đồ thiết kế vào nữa và thực sự luôn là mấy ngàn mẫu em làm được cũng chưa được 20 mẫu cho các chị bán phải một tuần lễ. Đây là dáng hơn V129. Vải này chất vải là lụa tầm xuân, giá là 300.000 một áo nha. Cho em là tăng đỏ chuối đẹp lắm. Y nha V129 xếp. Hai đúng không? Ba. Cho em là xăm đọt chuối các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt đọt chuối cho em. Các chị có biết vì sao em lựa chọn những cái màu này không? Tại vì những cái màu này là những cái màu mà thực tế nha, rất là khó in là thứ nhất. Thứ hai nữa xăm đỏ tím vàng, ví dụ đỏ đô các chị mua rất nhiều này, ví dụ như màu đen các chị mua rất là nhiều này, rất là nhiều luôn. Và đặc biệt hàng này cái chất vải của nó bình thường á, bình thường nha, nó đã là đẹp rồi nha các chị. Còn nhiều thiết kế lên nữa, siêu phẩm luôn á. Giá là 300.000 một áo các chị ơi. Cho em đọt chuối giá 300 nha các chị nhé. Và chất vải này cũng là mới nhất trên thị trường luôn. Jennifer Phạm đọt chuối 2 set. Còn 1 nha. Trần Hương Săn đọt chuối. Giờ muốn mua em thêm 1 áo em cũng bỏ tay. Đây cho em thêm săn ngọc nữa. Săn ngọc cho em nữa nha. Giá là 300.000 một áo các chị ơi. Đây là chất vải lụa tầm xuân nha các chị nha. Chị có phải nó bất ngờ không? Quá trời quá đất bất ngờ luôn. Đây là cái hoa của nó. Em đứng với các chị xem. Săn đọt chuối em hết rồi nha chị ơi. Em còn mẫu khác các chị ơi, đợi em một chút. Hàng này nó không có nhiều để bán đâu. Hàng này là hàng cao cấp á. Màu này các chị chốt cho em mà săn ngọc. Ngọc cho em nha. Ngọc cho em giá 300.000 một áo. Chị nào lấy ngọc thì các chị chốt ngọc cho em. Chất vải của nó là đúng chất tơ tằm luôn. Cho em ngọc nha. Ngọc em còn cho các chị được 4-5 áo nữa thôi à. Ủa chỉ có mày cái quần này. Jennifer phản xanh ngọc 2 set. Cái này là ta được mặc rồi đó. Khỏi cần phải may quần luôn. Còn 2 nữa luôn rồi. Mây mộc xanh ngọc. Còn 1. Chị nào lấy ngọc thì các chị chốt ngọc cho em. Dạ em chốt đơn 300.000. Yến Thu xanh ngọc 400.000 một bộ nha chị nha. Còn bỏ cái mẫu kèm vô cái. Mẫu quần đó. Đây chị lấy đọt chuối qua mẫu này cho em nè. Chuẩn không cần phải chuẩn. Xanh ngọc em cũng hết luôn nha các chị ơi. Qua mẫu khác thôi các chị. Chứ mấy mẫu này một mẫu em không làm nhiều đâu. Và các chị chắc chắn sẽ nhìn thấy là em không làm nhiều cho mình luôn. Trừ khi là cái áo em mặc thì may ra. Nhưng mà một cây hàng của nó
là nó chỉ có 3-4 cây thôi, mà trong khi đây đã bán hàng trơn gần hết rồi. Này, sang chưa? Trời ơi, xuất sắc luôn á. Sốt thần luôn á, 300 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V224 cho em. Em biết mùa này mà bán hàng này cho các chị là nó chua như giấm tiều luôn á. Và lúc em làm họ còn ghen luôn á. Tú ơi, giá cao lắm ấy nha. Ok, bán mỗi thứ một ít cho các chị. Đối với em thì 300 ngàn các chị là cũng không phải là dạng nhỏ, nhưng mà hàng nhà em bán 300 ngàn thì vẫn là bình thường. V224 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt V224 cho em. Đẹp lắm rồi, thì lòng chị V224. Đặc biệt nha chị ơi, hàng này đặt là cũng không khó luôn ấy, giống như cái cát tường ấy chị. Nó là gọi là đồ hơi bị khó hiếm luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt V224 cho em. Chị lấy 2 set mà. Chị Phương Vũ V224. Thảo Trân V224. Chị Trần Tố nghe V224 ok chị. Chị nào lấy thì các chị chốt V224 áo. Giá là 300 ngàn một áo. Trần Hương V224. Còn 2 luôn à. Áo dài Trúc Hà V224. Còn chứa Thu Đào V224 nữa là hết. Rồi tiếp luôn. Dạ chị Hồ Thị Lộc có V224 rồi nha chị ạ. Dạ em thấy là chị Huyền luôn. Này chị ơi. Trời ơi nó xinh. Đẹp chưa? 300 ngàn một áo nha chị ơi. Cho em là hồng giá 300. Hồng cho em các chị ơi. Chị nào lấy hồng thì các chị chốt hồng cho em giá 300 nha các chị nha. Giá là 300 ngàn. Và mẫu này các chị đánh cho em là vàng hoàng hậu giá 300. Mẫu này em làm ngay từ ban đầu luôn á, là em làm mấy chục áo luôn á. Tại vì hàng này nó hết luôn á, cho nên em làm luôn cho các chị luôn. Jennifer Phạm Hồng 2 set. Áo dài thanh trúc hồng. Tổng là 3 luôn á. Cho em hồng 300 và vàng 300 luôn. Nguyễn Thủy Hồng. Xuất sắc, xuất sắc các chị ơi. Kim Anh Lê vàng. Còn chị nào lấy vàng thì và chốt áo vàng cho em. Giá 150 ngàn một vải. Chị nào lấy hồng thì các chị chốt hồng cho em nha. Jenny Phô Phạm vàng xét. Mimi Huỳnh vàng. Còn vàng cho em 300 và hồng cho em 300 luôn các chị ơi. Chất vải này có hàng trơn nha. Nha các chị, có hàng trơn. Mai Hoa Nguyễn trơn vàng. Trơn thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Trơn thì nó khoảng chừng 200 ngàn một áo thôi các chị nhé. Áo dài Trúc Hà vàng và hồng. Đi phương 42 hồng. Hồng đẹp lắm luôn á. Hồng cho em, vàng cho em các chị ơi. Giá cho em là 300 nha các chị nha. Thanh Thúy Hồ vàng. Còn vàng cho em, hồng cho em giá 300. Rồi đưa cái con Trang Ngọc Hoa Hồng. Phương Huỳnh Hồng. Phạm Quyên Hồng. Chế đẹp ở cái mẫu này. Tròn xếp tay dài. Mấy hồng vậy? 2 hồng. Còn 1 hồng đúng không? Ngọc Như Hồng. Hết hồng. Có cái quần săn ngọc mà chưa được sử dụng. Ôi nó ngứa cái tay gì đâu luôn á. Rồi chốt đơn luôn ngay và liền luôn. Em còn vàng nha.
giờ là chỉ việc may cái áo thôi, còn cái quần là có sẵn luôn á. Cho em ngọc nha các chị nha, ngọc hoa đen. Ngọc hoa đen cho em giá 300 nha. Ngọc cho em, các chị ơi, ngọc hoa đen cho em giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc cho em giá 300.000 một áo. Jennifer Phạm Ngọc 3 set. Mimi Huỳnh Ngọc. Tu Bin Ngọc. Ngọc nha, chị nào lấy ngọc thì các chị chốt ngọc cho em. Giá là 300.000 một áo. Các chị ơi, ngọc còn 4 đúng không? Áo dài trước hàng ngọc. Chị nào lấy ngọc thì các chị chốt ngọc cho em còn ba. Không. Thực sự luôn là các chị ơi, toàn là siêu phẩm không. Em phối là em cứ phối quần em cho các chị, còn các chị thích cùng tông là bên em đều có hết nha. Còn không thì các chị mua thêm cái phúc vải này nữa đi, 200.000 một quần, mặc nguyên một bộ cho em luôn. U là trời. Giá là 300.000 một áo nha các chị ơi. Không tưởng luôn. V218 cho em. Kim Trung vải áo mẫu mặc V218 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V218 cho em. Giá là 300.000 một áo các chị ơi. Kim Anh Lê V218. Jenny Phạm, 3 set V218. Cảm ơn Ngọc. Quý Hương V218. Chị nào lấy thì các chị chốt V218 cho em các chị ơi. Giá cho em là 300 nha các chị nha. Hàng cao cấp là phải mặc như thế nào. Mặc ứ chưa V218. Nào lấy thì các chị chốt V218 thôi. Chứ hồng xanh đỏ tím vàng với mấy cái màu đen đen mà phủ màu lên cho các chị thì có mà đầy. Nhưng cái quan trọng nhất là cái chất vải nó đã là đẹp rồi. Hồng như V218. Còn hai chị nào lấy thì các chị chốt V218 cho em. Giá là 300.000 một áo. Các chị ơi, cho chị cái vàng đồng đậm đi nha. Em nghe. Chị nào lấy thì các chị chốt V218. Còn một Trần Hường V218. Cái màu này này chị, màu này là chất vải, này là chất vải lụa hai nén. Nhưng mà cái màu này là màu mới nha chị nha, màu mới. Còn cái vàng đồng đợt trước em bán cho chị là khác nha. Hai nén vàng đồng nhà em có, nhưng mà đồng đợt trước của nó là khác, còn đồng này của nó là hàng này là hàng mới nha chị. Cho em là hoa đán vàng đồng các chị ơi, giá là 250.000 một áo nha các chị nha. V218 à, em hết nha các chị ơi. Giá 300.000 một áo chứ. Ui là trời, bán hàng trơn không đã giá 250 rồi. Cho em vàng đồng các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Cái này á mà không có kinh nghiệm làm em đố các chị lên được màu luôn. Mộc là cực kỳ khó làm hàng luôn. Giá cho em là 300 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Chất vải là lụa hoa đám nha các chị nha. Và các chị mua hàng này của em á, nếu các chị may mà bị xù xước đường chỉ nha. Đây nè, Quý em để các chị đồng thành 10 áo luôn. Jennifer Phạm vàng đồng set. Tu Vin vàng đồng set. Vàng đồng này là nó phối quần khăn đen đấy chị. Cho em vàng đồng nha. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Giá là 300.000 một áo các chị ơi.
300.000 một áo cho em. Alo, alo. Chốt đơn cho em giá 300 nha. Còn ai lấy thì các chị chốt. Và đặc biệt là không biết vì sao luôn đấy chị, em thấy cái mẫu này nó đẹp ơi là đẹp luôn mà các chị che chị ơi. Cho em chấm bi, chị nào lấy thì các chị chốt chấm bi cho em, mặc là siêu lạ, siêu xinh luôn á. Không bao giờ nghĩ mà nó có những cái hoa văn họa tiết như thế này luôn á trời. Nguyễn Hồng Mai vàng đồng, Oanh Trần vàng đồng. Chấm bi cho em giá 300 luôn các chị ơi, chất vải là lụa tầm xuân nha các chị nha. Bi cho em giá 300. Jenny Phô Phạm chấm bi 3 set. Cái gì mà nó lạ nhất là mình phải lấy, mình phải mặc nó không đụng hàng đúng không chị? Khi nào lấy thì các chị chốt chấm bi cho em. Bởi vậy cho nên phải gọi là cái gì nhỉ? Mình phải mặc những cái gì mà không đụng hàng thì các chị mới mua, chứ còn nếu mà đụng thì ui dồi ôi không mà đầy. Cho em chấm bi nha. Khi nào lấy thì các chị chốt chấm bi cho em. Giá là 300.000 một áo thôi các chị ơi. Và em vẫn còn vàng đồng nha các chị nha. Rồi tiếp luôn là máy chế. Hôm nay cắt được màu đen này. Hôm nay áo dài chúc hà chấm bi. Chịu cắt màu đen này trời. Có hai màu. Đen và đỏ đô cho em luôn. Em còn mấy mẫu nữa thôi, tí chị thích thì nói, nhưng nó chụp hình thì chị lấy trước thôi, chị cho nên cô phải mà. Màu này các chị chốt cho em là đỏ đô nha. 300. Và màu này các chị chốt cho em là màu đen, giá là 100.000 một áo các chị ơi. Chất vải là lụa mango nha các chị nha. Này trẻ là bánh đèn ơi. Cho em là đen ba, đen 100 và đỏ đô 100 nha các chị nha. Đen cho em 100 và đỏ đô. Nha đô 1 xếp vàng đồng. Nguyễn Bạch Mai đen. Đen đẹp mắt rồi. Đẹp sắc luôn. Anna Ngô đen xếp. Hai Thi đen Phương Vũ 2 đỏ 2 đen. Hồng Vân Trần đỏ. Trần đỏ hơn em. Đen cho em. Đỏ đô cho em và đen cho em nhé. Áo dài Trúc Hà đỏ. Giá cho em 100.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy đen thì các chị chốt đen cho em, và chị nào lấy đỏ thì các chị chốt đỏ đô cho em. Giá em chốt đơn hết luôn cho các chị 100.000. Trần Bảo đen. Cái màu đen cũng đẹp và cái màu đỏ đô cũng đẹp luôn. Xuất sắc lắm. Rất là đẹp luôn á. Trổ đi dập đi dập hai cái áo nữa chắc mệt chết người luôn á. Cát tường màu trơn ấy, em may luôn rồi đó chị. Một cái màu da, một cái màu xanh đen luôn. Rất là xuất sắc luôn. Cái mình hẻ để mặc sướng tê con người luôn nhỉ. Rồi cho chị cái mẫu mới cho luôn nhỉ. Hứa Thu đào đen. Cho chị cái đen trắng luôn. Mẫu này các chị chốt cho em là gọi là gì giờ? Cho em đen trắng đi, giá 100.000 các chị ơi. Cho em là đen trắng nha, giá 100.000. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em giá 100.000. Đưa cho chị một cái màu nâu nâu á. Rồi, một áo thôi. Ở dưới này còn đúng không? Đưa cái này mà chưa xếp ra đây, cho này nó xếp để chị đi may. Cái chị nghĩ cái này lên áo dài được không? Trời ơi em thấy cái chị mặc mà em phải lấy ngay và liền luôn.
Cái gì một cái áo Nguyễn Hồng Mai đen. Cái áo chưa xếp ấy. Một tay hả? Phương Mai đen trắng. Em trắng đi các chị. Đen trắng cho em nhé. Phương Vũ thêm một đỏ đô. Sao không lấy cái đó mà đi lấy cái này? Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em nhé, 100 nghìn các chị ơi. Đen trắng cho em nhé. Chúc Hà đen trắng. Yến Ti đen trắng. Mẫu này các chị chốt cho em là chị Phương Nguyên đen trắng, ok chị. Mẫu này gọi là cái gì ta? Thanh Thị Kim Bảo đen trắng. Đắp đi các chị. Chị nào lấy đắp thì các chị chốt đắp cho em. Vé cho em 100 ngàn các chị ơi. Em có hai màu, màu đắp với màu xanh. Các chị có tin là cái này lên áo dài không? Ui lên mặc thôi thì xinh luôn. Qua tuần mới mặc được nha. Hôm ngày mai chủ nhật là nghỉ ra mấy chế ơi. À, em có hai màu. Chị nào lấy đắp thì các chị chốt đắp cho em, và chị nào lấy xanh thì các chị chốt xanh cho em, vé 100 nghìn. Thanh Thị Kim Bảo thêm một đen trắng. Nhìn không bao giờ nghĩ có thể lên được áo dài luôn, nhưng mà mặc cực kỳ xinh luôn. Tammy Dinh đắp, Jenny Nguyễn xanh, Nguyễn Lan đắp, Jenny Nguyễn đắp, Hồ Thị Lộc xanh. Đắp cho em, xanh cho em luôn, vé 100 nghìn. Nguyễn Thị Nga đắp, Lê Sương đắp, Phương Huỳnh đắp, Nguyễn Trinh đắp hai áo, Uyên Hà đắp, Nguyễn Thị Thúy An đắp, đẹp lắm. Nguyễn Hương đắp hai áo, Thanh Như đắp, Mimi Huỳnh xanh, Nguyễn Hương xanh, xanh cũng đẹp và đắp cũng đẹp đắp. Luôn. Mặc lên cái là bất ngờ trắng, luôn á. Phường Nguyễn Thiên trắng, Nguyễn Hằng xanh, Nguyễn Trinh xanh. Áo dài Trúc Hà hai đắp hai xanh. Còn đắp nha các chị nha, còn xanh luôn. Tuyết Phạm xanh, không đẹp không bao giờ, không lẽ bây giờ em lấy về bán đâu. Phương Nguyễn Thiên trắng, Lê Phương Nam đắp, Lê Tuyết đắp, Huyền Vương đắp và xanh. Jenny Nguyễn xanh thêm một áo, Chi Phương Vũ hai xanh, Cao Phương đắp, Jenny Nguyễn đắp thêm một áo. Rất là lạ luôn, em Ruby, thấy cô Ruby xanh hai áo. Nổi tiếng luôn á. Hồ Thị Lọc mặc đắp. Mặc cái một đô em chốt đơn liền luôn, lấy về bán cho các chị liền ngay và liền luôn. Không có nói Phương nhiều. Phương xanh, không bao giờ nghĩ lên được áo dài chị. Phương Huỳnh thêm đắp. Cho chị cái hai lớn. Anh Kim xanh, Jenny Phô Phạm xanh xét, Huyền Lê đắp. Cái hoa lớn Nguyễn này nè xanh. Chị may cho em hai cái thân thôi nha. Còn cái tay chị may cho em cặp tay màu đen. Nguyễn mặc Trinh với lại một màu cam. Chị nào lấy thì cái chị chốt cho em là đen hoa lớn, giá 100 ngàn. Mặc rất là sang luôn. Đen hoa lớn cho em các chị ơi, giá 100 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt đen hoa lớn cho em. Xanh còn đắt còn các chị cứ chốt đi, còn không thì các chị cứ đợi em đi, khi nào em mặc của các chị mua sẵn luôn, nhưng mà lúc đấy còn hay không là không biết nha. Này các chị mua cho em hai cặp tay lộ mango đen của em á, các chị pha vô. Một là các chị may cổ thuyền, hai là các chị may tròn sát, và các chị một mặc cho em một thêm cái quần đen, hai là quần màu cam cho em. Giá 100 ngàn. Thi Phương Vũ xanh xét, Nguyễn Hương xanh xét, Mimi Huỳnh đen hoa lớn, Linh Phan đắt một xét, Diệp Yến Hoa xanh. Đen hoa lớn cho em giá 100 ngàn. Jennifer Phạm đắt một xét. Quần thì tốn may là 2 mét nha chị Jennifer Phạm. Em may lúc này cũng có 2 mét mà em vẫn cầm ở trên này em bán này. Các chị nhìn thấy em thả xuống cho tụi nó, em bảo ghi cho chị may cái quần form may. Chứ có gì em đổ vải khác bây giờ đâu. Còn đây, mặc là 2 mét này chị. Đây. Nguyễn Lan đen hoa lớn, Đỗ Hiền đắt hai áo, Khoa An đắt. Đem cho em các chị ơi, đem cho em giá 100 nha. Chị nào lấy đem thì các chị chốt đem cho em. Giá cho em chỉ có 100 nha. Trương Thủy đen hoa lớn, Thi Phương Vũ hai áo đen hoa lớn. Chị nào muốn mua mango đen thì các chị cứ chốt mango đen cho em nhé, em có nha. Nhà em có mango đen các chị. Mango đen lúc nào nhà em có sẵn. Đen hoa lớn,
hoành hồng đen hoa lớn và mango đen. Thì nào lấy thì các chị chốt mango đen cho em hoặc đen hoa lớn cho em. Nhà em chốt đơn cho các chị 100 ngàn một áo các chị ơi. 100 ngàn thôi. Huyền phương đen hoa lớn. Còn nha, chị nào lấy thì các chị chốt đen hoa lớn cho em. Nhà em chốt đơn cho các chị là 100 ngàn một áo 2m khổ 1m6. Cái này nó đẹp cái gì vậy? Cái này sao rồi từ nãy giờ tưởng siêu đen măng ấy. Cái lộn không? Vừa mai mango đen. Cái mình hàng này giống siêu đen măng vậy. Đẹp dữ vậy. Nè các chị ơi, 180 ngàn một áo nha các chị nha. Lê Nhật đen hoa lớn. Bán thơm mango đen 4 áo. Nga hồ mango đen 180 ngàn. Dương Kim Nguyễn 2 áo mango đen. Hoài Lan mango đen. Giá 180 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V293 cho em. Chị Huyền Phương có rồi nha chị ơi. V293 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V293 cho em. Giá là 180 đen hoa lớn. Chị nào lấy thì các chị chốt V293 cho em. Giá em chốt đơn cho các chị là 180 ngàn một áo nha. Ủa sao thì nhắn cho em cứ phân vân cái vải. Bán thơm đen hoa lớn 2 áo. Mà sao cái vải nó dày dặn nó đẹp thế này. Lubin V293, Yorum V293. Chị nào lấy thì các chị chốt V293 cho em các chị ơi. Giá là 180 V293. Thi Phương Vũ V293 set. Thủy Thủy mango đen V293 cho em các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt V293 cho em. 180 ngàn một áo nha các Phạm chị. Phạm Khuyên V293. Giá cho em 180 thôi các tình yêu ạ. Chị nào lấy thì các chị chốt V293 cho em. 180 ngàn một áo nha các chị ơi. Đưa cái hoa bàn cho tú. Bắt chiều này. Này, vẫn không đẹp như ai. Giá cho em 180 ngàn một áo thôi các chị ơi. Cho em 180 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 cho em. Thi Phương Vũ V293. V141 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 cho em. Giá là 180 ngàn hoa lớn. V141. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 cho em. Thật sự luôn là cái hàng thiết kế này các chị phải nói là quay xe 180 độ luôn đó. Nếu mà nói về doanh thu mà để hàng bán hàng thiết kế này phải giảm ít nhất là trên 50%. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 cho em. Giá là 180 một áo các chị ơi. Jennifer Phạm 3 set V141. Big Lê V141. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 set. Giá là 180 các chị ơi. 180 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 cho em. Nhớ chia sẻ livestream cho em với nha các chị nha. Xuất sắc lắm lắm luôn á các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 cho em. Đưa cái màu đen cho Tú luôn đi. Đỗ Mỹ Hạnh V141. Cái hoa này em còn màu khác nữa chị. Em làm như 2-3-4 màu. Mấy cái hàng này mai mốt bán đồng phục đẹp lắm. Chị nào lấy thì các chị chốt V141 cho em nha các chị nha. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là thổ cẩm da. Giá là 180 ngàn. Thổ cẩm da cho em giá 180 các chị ơi.
chị nhìn rõ cái hoa văn của nó. Rất là xinh. Nó còn màu màu đấy thì mình gọi là màu gì ta? Mình gọi là màu đỏ đi. Có lấy thêm màu đỏ thì chị chốt màu đỏ luôn cho em nhé. Cho tú quả. Y chang như vậy luôn đấy chị, em làm hương khoe trương thổ cẩm da. Không. Đỏ này giống như đỏ cà rốt đấy. Jennifer Phạm thổ cẩm 2 set. Thổ cẩm cho em giá 180 các chị ơi. Thổ cẩm cho em giá 180 nha. Và đỏ cho em giá 180 luôn. Mà có cái ta nhé này để đưa cho chị Jennifer Phạm đi. Bỏ cái kia đây cho. Chi Phương Vũ 2 áo thổ cẩm da. Này các chị lấy đỏ thì chốt đỏ cho em. Jennifer Phạm đỏ 2 set. Hà Nguyễn Thị Thu đỏ. Nga Ngô thổ cẩm da. Giá cho em 180 các chị ơi. Cho em 180 thì kèm 18 cho các chị nha. Thi Phương Vũ đỏ 2 áo. Bích Lê đỏ. Khoa An thổ cẩm da. Còn đỏ nha, chị nào lấy đỏ thì các chị chốt đỏ cho em. Và chị nào lấy thổ cẩm da thì các chị chốt thổ cẩm da cho em. Giá em chốt đơn 180 ngàn một áo thôi các chị ơi. Rồi cho tí cái màu trắng vào trên cho luôn đi. Jenny Nguyễn đỏ. Mẫu này các chị chốt cho em là trắng nha các chị nha. Trắng cho em 180 ngàn một áo luôn các chị ơi. Cái hoa này ở ngoài nó đẹp lắm luôn đó các chị. Em có may nhưng mà em may một cái màu da. Da mà da tối luôn đấy, mặc nhìn. Nếu mà nhìn bỏ lên trên livestream thì thực sự luôn nhìn nó giống như bị cũ, nhưng mà mặc ở ngoài rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Giá em chốt đơn cho các chị là 180 luôn. Ở ngoài là cực kỳ nghệ thuật luôn á. Trắng khoai sen cả da. Trắng khoai sen cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng khoai sen cho em nha. Giá là 180 ngàn một áo thôi các chị. Lan Bùi thổ cẩm da. Hết thổ cẩm da. Đúng không? Bỏ cái đi rồi. Trắng cho em giá 180. Trắng siêu sang luôn đó các chị. Linh du đỏ. Jennifer Phạm trắng xếp. Trắng cho em giá 180 và đỏ cho em luôn giá tới 180 luôn. Nguyễn Kim Thơ trắng. Chi Phương Vũ trắng 2 áo. Trắng ở ngoài nó hơi sáng sáng lam lam á, sang lắm. Cho em trắng nha, giá 180 các chị em. Rồi tiếp cho chế luôn. Mẫu này là cái mẫu mà hồi trước bán rất là nhiều, nhưng mà nhìn kỹ nha, bây giờ nó quay lại một chút xíu đấy chị. Cái hoa văn này ở trong nó khác này chị. Hồi trước cái hoa văn nó chỉ là một cái tròn thôi, bây giờ nó có giống như là cái dạng mà để cho khi mà mình nhìn xa nó sẽ đậm đà hơn. Giá là 180 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị, màu này em gọi là màu hồng ruốc. Giá 180 nha các chị ơi. Hồng ruốc cho em giá 180. Mẫu này hồi trước em mặc cái áo màu đen đó, em bán một ngày mấy trăm cái, mấy trăm áo luôn á, bán 3 lần chắc phải trên 1.000 áo của cái mẫu này luôn á. Cho em là ruốc nha, giá 180 luôn. Chị nào lấy ruốc thì các chị chốt ruốc cho em. Jennifer Phạm ruốc 2 set. Đi cái nghe đi cho tú luôn đi hả em. Quên cúc ruốc. Ruốc cho em nha các chị nha.
lấy luôn này chị, cho em đi kho sạch thôi. U là trời, nó kinh lắm. Còn rút nha, chị nào lấy rút thì các chị chốt rút cho em. Ngày giỏi lắm, làm được các 3 mẫu, 4 mẫu, 5 mẫu. Chứ không thôi bỏ đi đó, lại bảo chứ ủa sao không làm hàng Tú ơi. U là trời. Quần đen siêu xuất sắc luôn á. Cho em là đen, da đen các chị ơi, giá 180. Cảm giác em hết rồi nha chị ơi. Cho em là da đen giá 180.000 một áo. Chị nào lấy da đen thì các chị chốt da đen cho em. Chị nào lấy rốt thì các chị chốt rốt cho em luôn. Thi Liễu Trương rốt Huy Dung da đen. Da đen cho em và rốt cho em nha. Giá 180.000. Nguyễn Hoa da đen, Thi Liễu Trương da đen. Này chị mặc quần đen thôi, hoặc mặc quần màu da cùng tông của nó luôn này các chị. Chị nào lấy chị Jennifer Phạm ba set da đen, Hoa Anh da đen. Quá đẹp luôn, cái đẹp thì mới rồi. 180 thôi các chị. Em vẫn còn cái hút nha. Chị nào lấy hút thì hút hút cho em. Chị nào lấy da đen thì các chị hút da đen. 180 ngàn. Dạ em còn 3 nha các chị nha. Rồi tiếp luôn, nó lỡ nó kêu cho các chị rồi em cứ rồi đưa cái xanh lên nào. Cho em các chị ơi, hoa sen xăng cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa sen xăng cho em. Giá là 180.000 một áo luôn các chị. Vải áo mẫu mặt giá 150.000 một vải áo nha chị ơi. Hoa sen xăng cho em nha. Giá là 180.000. Chị nào lấy thì các chị chốt hoa sen xăng cho em. Em vẫn còn da đen nha. Jennifer phẩm sen xăng 2 set. Cái mình hèn. Chị nào lấy thì các chị chốt sen xăng cho em. Giá 180 thôi các chị ơi. Giá 180.000 một tháng. Đẹp và nét như Sony luôn á. Thi Liễu Trương sen xanh 2 áo. Xem xong cho em, chị nào lấy thì các chị chốt xem xong cho em. Giá 180.000 một áo nha các chị nha. Còn mẫu nào ở đằng sau nữa. Cái màu da dưới là cái gì? À mẹ mới đám rồi đúng không? Đó là nè, đúng chưa? Gần 3 giờ chiều rồi đây này các bạn. Làng sàng láng sáng một hồi là 3 giờ chiều. Tí nữa giờ chạy tọt về. Nghỉ tí xong rồi lại tắm rửa đi đấy. Cho em ôm bơ giá 180 các chị. Đi lễ thứ 7 rồi giờ không muốn đi lễ ngày chủ nhật. Biết sao không? Lễ ngày thứ 7 gần người lớn rồi. Lễ ngày chủ nhật con nít á, chi chí lắm. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Ôm bơ cho em giá 180 các chị. Đi lễ ngày thứ 7 đó. Áo dài cái này toàn mấy ông bà lớn tuổi, cả một cái nhà thờ quá.
mấy bên 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 ông này mặc áo trắng, mặc quần tây giống thùng, thôi thì sướng mắt luôn. Jenny Pho Phạm ôm bơ 3 set. Ôm bơ cho em giá 180, chị nào lấy thì các chị chốt ôm bơ cho em. Chi Liễu Trương ôm bơ 2 áo. Còn ôm bơ cho em mấy chế ơi, chị nào lấy thì các chị chốt ôm bơ cho em giá 180.000 một áo. Em còn 2 áo thôi các chị. Còn 2 áo thôi. Ở đây các chị chốt cho em là 8.000 nha, các chị chốt. Jenny Nguyễn ôm bơ. Còn chị cho em giá 180 luôn. Còn một ôm bơ. Tám chì cho em giá 180.000 một áo. Nho Rum ôm bơ, Phạm Hương ôm bơ. Còn có một áo à. Chị nào lấy thì các chị chốt xám chì cho em nha. Chì cho em giá 180 các chị ơi. Chị Hàm Hương em hết ôm bơ rồi nha chị. Chì cho em Hà giá 180 xám chì. Chị nào lấy thì các chị chốt xám chì cho em. Mẫu này giống cái mẫu em mặc được trước á. Nhưng mà em mặc được trước là màu gì đó? À màu da. Màu da, còn đợt này em làm cho các chị là màu xám chì. Chị nào lấy thì các chị chốt xám chì cho em. Giá là 180.000 một áo nha các chị ơi. Bảo cho nó xếp cái này lại cho chị đi, cho đưa về cho Nhung nó làm liền cho chị. Cái có một hai khách quen ấy thôi, bỏ đi một cái bật cho chị. Chị nào lấy thì các chị chốt xám chì cho em nha các chị ơi. Xám chì cho em giá 180 luôn nha các chị nhá. Mấy cái hàng hôm qua em chưa chị mà đang xếp 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 còn hàng xếp cho còn đây. Đây là mấy cái này là mới nhất. Chưa xếp chị. Đấy rồi. Ok, còn cái này ra đây. Này bỏ mấy này lại này. Thì nếu cho xám chì 2 áo. Còn mẫu này các chị chốt cho em là nhí vàng nha. Nhí vàng cho anh em Nguyễn Sám Chỉ. Nhí vàng cho em giá 100. Đây nhưng mà cái này là lai là điện thoại là hơi bị đẹp luôn đấy nha. Là nhí đẹp. Cho em nhí vàng giá 100 các chị ơi. Mấy áo sáng chị vậy? 3 chị. Mai thì ăn tiệc. Mai mai 11 giờ. Hả? 1 giờ. Từ 11 giờ tới 1 giờ. 1 giờ xa chiều. Không, 1 giờ chiều, 11 giờ con dâu tây nó còn chưa ngủ dậy. Điên à? Thôi đi, tao cũng tham tiền lắm ấy Nhung ạ, nhưng mà cũng vừa phải thôi. Nó bảo là ăn được miếng mà còn đầy đọa thân con, ta thôi nghỉ cho khỏe. Mày tính đầy tao đến chết hả? No. Quyết định cuối cùng rồi. Tiền thì cũng tham lắm đấy. Phan Tuyết sáng chị. Nhưng mà hả, để cho ta còn có thời gian, ta còn tắm rửa gội đầu gội óc, ta còn mặc quần mặc áo đẹp nữa. Mày Nguyễn Quý Vàng. Ta mặc đồ đồ đấy ở nhà xong ta bay đi rồi. Khi nếu chưa nhí vàng. Đấy luôn nha Nhung. Hên mà thằng Tiến nó biết đấy. Nó biết chị nó là ai đấy chứ không nó lại bảo cái mẹ này. Chị tới mà gớm thì tôi luôn. Nguyễn Phương nhí vàng. Mày sáng chị. Thế nó là quá quen biết luôn. Cỡ mà đi đôi dép liền thoại. Đi đôi giờ nó dùng. Sao ý kiến hết. Nhí vàng cho em giá 100 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí vàng cho em. Giá cho em 100.000 một áo nha. Ôi một đầu một bạn đấy đứa nào nó cũng mặc đầu mặc xòe nó đang phân trên thì nó đi vô chị nó đi vô vì kín mít mặc thêm bộ đồ hiện tại ở nhà đi đôi giớ nữa nha. Tôi phải tưởng tượng cảm đấy thì thôi luôn đó. Cho em nhí giá 100 nha các chị nha. Rồi mấy cái đấy mang lên đây like luôn đi Hạnh ơi, để tự cho tôi lấy cái áo cái gì nhỉ, cái ta cát tường nhà mình ấy nó còn bốn màu ấy, bỏ ra cho mấy chị xem với lại nó còn mấy cái hàng mà thiết kế còn có 1-2 áo không. Trời ơi là trời. Mày còn hàng ta không. Mai đứa nào mà mặc đồ đẹp chúng ta là tao không cho đi đâu nha. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí nâu các chị ơi, giá 100.000 một áo nha các chị nha.
nhí nâu cho em nha, giá 100 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt nhí nâu cho em nha. Trang bên này em vẫn nói với các chị đó là bên em chỉ có hoạt động theo cấp là em cứ like thôi. Còn bên Trang chính nhà em vẫn là bên Trang vải áo dài cẩm tú nha các chị nha, vì lâu lắm rồi. Vì lâu lắm rồi là em không có hoạt động bên này cả gần 2 năm rồi đó. Cho em là nhí nâu giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt nhí nâu cho em. À, cái cát tường này em có may một cái màu hồng dâu đúng không? Nguyễn Bê nhí nâu. Em cho em mặc cho các chị xem nha, em có hai may hai cái, một cái màu xanh, một cái màu hồng dâu. Nhưng mà nếu bây giờ màu xanh phải thay quần, em áo màu da, màu hồng dâu. Thì nếu chưa nhí nâu. Lấy nhí nâu cho mấy chế đi. Comori nhí nâu. Cô Nguyễn Anh nhí nâu, cô có chốt hôm qua rồi nha. Chói một chút xíu đấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt màu cho em, giá 180 ngàn một ống. Rửa xuống cho nó tối luôn cho các chị nhìn cái màu cho nó rõ. Em có 4 màu nha. Hồng dâu. Em có 4 màu các chị ơi, giá 180 ngàn một ống. Màu nâu đẹp lắm. Nâu này đúng chuẩn nâu đen luôn. Và em còn một ít hàng mà nó thiết kế. Em còn có mấy mẫu à. Nâu là siêu sang luôn á. Xanh đen cũng đẹp lắm, ở đây không thấy có cái áo xanh đen nào để bỏ lên. Chứ bỏ này ra là lại tính phối nữa à. Biển cũng vậy luôn. Thanh Thảo Nguyên hồng dâu. Xanh đậu ở đây không thấy có vậy. Chưa có cắt đó hả? Ở trên nhà thì một đống luôn. Em có tổng là 3-4 màu á các chị. 4 màu nha các chị nha. Và hàng thiết kế này thì em còn 4 màu có mấy áo thôi. Chị nào có nhu cầu mua thì các chị lấy nha. Còn đâu.
Màu cho em vé thứ 180 luôn nha các chị nha. Từ xưa đến giờ chắc cuộc đời chưa bao giờ em mặc cái màu sáng như vậy mà bây giờ em dám mặc được, chất vải là hơi bị vít luôn rồi. Hàng thiết kế em còn có mấy áo quá à? Giá em tính cũng 180 ngàn một áo luôn nha các chị ơi. Cho em là xanh thiết kế và xanh lá thiết kế, còn đúng hai mẫu mà. Thì vương bố xanh đen. Ở ngoài kia còn hai cái áo kia, đưa ra đây cho chị luôn nè. Xanh Nguyễn Anh nâu và hồng dâu. Xanh lá thiết kế là 180 và xanh biển thiết kế giá cũng 180 luôn các chị ơi. Và mẫu này thì em còn cho các chị là xanh hoa hồng, em còn hai áo luôn, giá 180.000 luôn là có đủ. Còn đúng ba mẫu thiết kế này thôi đó, còn hết sạch sẽ luôn, mọc cũng hết luôn. Xanh hoa hồng cho em thì nếu chưa xanh lá thiết kế. Xanh lá thiết kế này, xanh thiết kế này và xanh hoa hồng thiết kế cho em luôn là giá 180.000. Mỗi màu còn mấy áo, mấy áo chị nào có nhu cầu mua thì các chị lấy. Nguyễn Nôi xanh lá. Còn giá cho em 180 thôi các chị ơi. Giá cho em 180.000 một áo. À, chị Trần Tố Nga là xanh hoa hồng thiết kế ok chị ạ. Chị đẻ ra rồi hả? Còn chị nào lấy màu gì nữa không các chị ơi? Lấy màu mai Nguyễn Nâu và xanh hoa hồng. Xanh hoa hồng hết nha. Quên từ nãy giờ đọc mà không có ghi tên vào để làm cho nha. Em còn xanh lá thiết kế và xanh thiết kế nữa thôi là hết các chị. Còn màu trơn thì em có 4 màu. Xanh hoa hồng em hết nha các chị ơi. Hết sạch sẽ luôn nó mới chế. Ủa em thấy cái này đẹp mà. Chắc các chị không lấy. Trời ơi, cái này mà may nó nửa như vậy là mặc có bị xinh luôn á. Nè, mặc với quần đen rất là sang luôn, tại sao không lấy nhờ. Nè, không lạ nó thì thôi luôn đó các chị. Cho em là xanh thiết kế nha, giá 180 luôn, hôm nay em nghỉ nha. Hẹn gặp lại các chị vào live stream thứ hai tuần sau nha các chị. Ngày mai chủ nhật đêm shop em không có làm việc. Và thường là ngày thứ bảy shop em cũng không có làm việc vào buổi tối luôn. Và cũng không có live stream vào buổi tối thứ bảy nha các chị nha. Thời gian live nhà em từ thứ hai cho tới thứ bảy hàng tuần là 11 giờ trưa là giờ buổi trưa ấy. Còn buổi tối là từ thứ hai cho tới thứ sáu hàng tuần, lúc 20 giờ là 8 giờ nha các chị nha. Chủ nhật là thường đa số là ít khi nào làm việc, còn ngày nào có làm việc là làm chơi chơi thì cũng có like cho các chị thì cũng có thể là có giao lưu. Còn ngày mai là không có làm việc nha. Hẹn gặp lại các chị vào livestream. Thi Phương Vũ xanh lá.